Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về kỷ nguyên hải tặc. Chúng ta đến tiếp một cái nick khác của server S170. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Tiếp tục là một cái video tư vấn khác, nhưng mà cái tầm nick nó khác nhé. Thì hôm nay cũng đến cái nick này, đây nó khác với nick kia ở chỗ nào. Cái nick kia thì lần trước mình cho bạn quay một video cho bạn xem nick 170. Nick trước thì tầm tiền người ta khoảng tầm 500.000 đúng không? Còn lần này ta đến cái nick tầm tiền, nó gọi có thể nói là có thể mắc được mọi thứ. Tức là nói chung là khoảng tầm 3-4 triệu thoải mái. Nên thành ra tức là với cái tinh thần là game ra bao nhiêu tiền thì người ta sẽ tiêu bấy nhiêu. Thì nói theo cái khía cạnh đó nhé. Còn thực tế có như thế không thì không biết nhá. Nhưng mà đây mình nói cái tầm tư vấn theo mức độ tiền đó. Thì ta sẽ vào kiểm tra nick này một chút xíu. Thì đầu tiên nick này ở đây hiện tại nếu mà xét về mặt lý thuyết là đang đứng ở tạm thời đứng top 1 trong cái server này mặt đẳng cấp. Về mặt tỉ thí tạm thời đang đứng top 1, danh vọng đang đứng ở top 2, cái treo thưởng đứng ở top 1, cái phụ bản đứng ở top 1, đúng không? Đây về mặt lý thuyết là như thế. Và thực tế có chênh lệch nhiều không thì xem thử một chiến báo nhé. Ví dụ đem xem thử bạn top 2 là Oden đúng không? Xem thử nào. Mình xem thử tí xem có lệch nhiều không ấy mà. Ở đây đang có ưu thế một chút xíu là nick duy nhất có con có Marco à? Ở đâu bên này có nhỉ? Bên này có Marco thì Marco này chưa lên Sura. Rồi cái này khác biệt chút xíu là bên này là Marco Sura nó ăn đứt rồi đúng không? Thì hai con đều có boa mà đều lên con Marco Sura. Rồi, thế là trên cơ sở ở đây ta có sẵn hai con Sura nhé. Dù mình nói thật là cũng không thích lên con boa lắm, mặc dù con boa lúc đầu rất là mạnh vì các bạn nick nhiều tiền thì mình nghĩ là sẽ lên tướng rất là nhanh ấy. Nên mình nghĩ là cái chuyện là dù con ba sớm thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà tuy nhiên là nick nhiều tiền thì chả tiếc gì chút haki đúng không, nên là cũng chả vấn đề gì cả. Nên tiếp tục ngó tiếp đã. Ở đây đầu tiên đánh vậy thì mình thấy là thời thực lực so với tất cả các nick top 2 server chênh rất là nhiều, do là lên được tướng Sura trước người ta đấy, lên được hơn người ta một con Sura. Thì cái giai đoạn đầu tiên là cái thằng nào nhiều Sura hơn thằng đấy thắng, kiểu vậy. Thế theo giờ thì hiện tại thì nick này tạm thời coi là top 1 server đúng không nhỉ. Còn top 1 trong bao lâu thì chưa biết được, tại vì còn tùy thuộc cái bạn bên top 2 top 3 sẽ người ta có đầu tư nhiều hay không nữa. Còn tạm thời với mức độ có thể nói là tiền thoải mái thì cơ bản mình sẽ hy vọng là top 1 server. Nhưng mà server này có bị cái hơi bất lợi chút xíu thì mình thấy một điều là không cùng một biển. Ví dụ đây bạn nick toàn bi toàn blade này là mình đang quay video nhé, thì ở bên các cơ hội mũ rơm Tây Hải không, nhiều nick Oden top 2 để nằm bên cơ hội Sanji ở bên Nam Hải. Tiếp tục lại mũ rơm lại Sanji, mũ rơm Sanji lại lòi thêm cái ha của Bắc Hải nữa. Như vậy cái server sao đấy cả cái ya này của Tây Hải nữa, đúng không? Như vậy thì cái này nó có cái hơi dở chút xíu là lại không cùng một server. Nên thành ra thì vì cái này mình không biết là có sự cố hay không, hay chỉ đơn giản là chưa có ai đánh tiếng cho nhau. Nên thành ra nếu mà chơi tiệp nhất thì nên dồn về một hội. Chứ bây giờ cứ tách thế này thì không biết thế nào một lần. Đó, thì cái này không biết có hiềm khích gì không nhé. Còn nếu không hiềm khích gì thì mình nghĩ là anh chủ nick hay là một ai đó trong hội nên cứ chủ động đi mời người ta một tiếng. Đó. Còn người ta về hay không là quyền người ta. Mình nên đánh tiếng một chút xíu. Để biết đâu người ta, biết đâu có xích mích nho nhỏ thì có thể giảng hòa chút xíu người ta về cùng một mối. Để về sau còn nghĩ câu chuyện gộp server. Tại giai đoạn này nó chưa gộp luôn đâu, server mới ra. Nhưng mà sau này gộp server cần server nó khỏe tí, đối chọi các server khác ấy. Mà bên này kiểu chuyển cảm nó cũng rẻ ấy. Thế thì ra nói thật là nếu có thể gộp được chung thì tốt nhé, không chung thì thôi. Đấy thì tạm tạm như vậy. Để vấn đề đầu tiên là cái chỗ server đang không cùng một mối nhé. Tiếp tục là đây tí mình đang để ý một chút xíu ở đây. Tôi thấy là cái công hội này ở đây ấy, thì nó có cái vấn đề ở đây. Thấy đầu tiên vấn đề cái cầu tài nguyên chiến. Thực ra tư vấn nick nhưng mà đang tư vấn cho cả cái hội này luôn đấy. Thì đấy ví dụ cái tài nguyên chiến đây bạn thấy là các cái mỏ tài nguyên đây ấy, hiện tại thì chưa có chiếm giữ được gì. Ví dụ cái này ở đây là cái cấp này chưa đủ thì bỏ qua. Ví dụ cái mỏ cao nhì ở đây, ví dụ ta có mỏ 65 không? Thì xem qua một chút xíu cũng không thấy có chủ sở hữu, không có hội nào không. Mỏ tiếp tục ở mỏ 55 cũng không có hội nào, mỏ 45 cũng không có. Nói chung là hiểu nôm na ở đây tức là chả có cái hội nào sở hữu cái mỏ nào trong cái này cả. Như vậy trong khi ở server thì mình thấy ra là cả tuần rồi, thế tại sao lại chưa sở hữu được cái này đúng không? Thì mình nghĩ là nên có sự sở hữu một chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Mình sẽ chọn cái tài nguyên chiến nào cao nhất để đánh. Nhưng cái vấn đề ở đây mình nghĩ ấy, ở đây là do cái người đứng đầu người ta chưa có sự điều phối. Chứ nếu điều phối được mình thấy cái này chẳng có gì khó cả. Tại thực tế nhé, đánh tài nguyên chiến ví dụ server này mình kiểm tra thử nhé. Ví dụ như là công hội mũ rơm này đánh với thị trấn bảo vệ, tại sao thua? Tại vì khi mình xem chiến báo ấy, có đúng một người đánh thì sao mà thắng được, đúng không? Cái này rất đơn giản, đánh một lần thôi. Bạn chỉ cần viết cái tình trạng server không cạnh tranh với tài nguyên chiến ấy, thì bạn chỉ cần on cho mình ba cái nick, đúng không? Thì cách này rất là dễ. Bây giờ có thể anh chủ nick hoặc bạn nào đó hội trưởng hay hội phó nào đó, các bạn đứng ra và tạo cho mình đấy khoảng tầm, nếu mà không, tốt nhất là bạn nên có một người đứng ra uy tín cầm nick của một vài người nào để đánh. Mình chỉ cần ba người xong bỏ vàng ấn làm sáng cờ để cho mình mua liên thắng, là ba người mỗi người cân 5 là giết chết 15 con quái thú của địch rồi. Tại 15 con của máy cực kỳ yếu. Còn nếu mà không muốn mất vàng ấy thì mình cầm cái 5 nick, mỗi nick cân 3, vì cái này đánh với máy rất là yếu ấy, thì 3 năm 15 là cũng giết xong 15 con rồi. Không cần phải on quá nhiều nick. Mà thường những người có tiền, ví dụ như anh chủ nick có nhiều tiền chắc chắn anh on được 3 nick đúng không? Hoặc là on 5 nick vô tư đúng không? Thì máy tính kiểu gì chả khỏe hơn người bình thường.
Đấy, thành ra có phải tự nhiên vậy mới giết được cái tài nguyên chiến là xong không? Chứ bây giờ mình đánh tài nguyên chiến, một người đánh làm gì chả thua. Một người có win từ đầu đến cuối vẫn thua như thường nha. Vì tổng có 15 con địch thì một người tối đa đánh được có 5 con thì chắc chắn sẽ thua. Còn nếu trong trường hợp ấy mà không ai chịu đưa nick cho ai, tức là người ta không có sự tin tưởng nhau hoàn toàn tuyệt đối, cái này có thể hiểu được vì đôi khi nick cá nhân mà đôi khi không tiện đưa cho người khác, thì mình có thể làm cái giải pháp là server này mới ra tạo ra cho mình lên khoảng tầm 2 cái nick ảo, tạo 2 cái nick ảo thôi, xong rồi cày lên khoảng tầm level đủ vào hội tầm level 2 mấy, nhưng mà để cho chắc ăn, nếu mà sợ tầm 2 mấy nó nhanh hơn ấy thì cày cho mình lên khoảng tầm 4 nick cộng với một cái nick của chủ nick nữa là 5 nick đúng không, thì mỗi nick cân 3 là xong. Còn nếu mà cày được nhiều hơn nữa cho nó khỏe hơn nữa ấy, thì cày khoảng tầm 2 nick thôi thì là 3 nick cân 5 là xong. Đấy kiểu vậy, tức là nếu không huy động được nick thì mình tạo nick clone vào, xong mình xông vào đánh để giải quyết làm sao cho hội có cái tài nguyên chiến này, để cứ mỗi lần đến 4 giờ sáng nó cứ cộng berry cho nick. Tất nhiên nó không đáng bao nhiêu so với tiền nạp, nhưng mà với những người tầm trung tầm yếu linh tinh được thêm tí nào hay tí đó ấy, thì mình nghĩ cái đấy sẽ là hay hơn, sẽ hay hơn được cái việc mà các bạn để cái tài nguyên chiến như thế này đúng không. Ví dụ như trường hợp của mình ở đây, hiện tại mình quay video mình tư vấn 2 cái nick trong cái server này, thì ít nhất là mình đang cầm 2 cái nick ở đấy, bây giờ mình cần thêm một cái nick nữa để mình đánh phát là xong đúng không. Để chỉ cần mình thấy là server này không có sự cạnh tranh tài nguyên chiến giữa các hội với nhau, tức là chỉ có đánh thuần với máy thôi, đánh thuần với máy chỉ cần tầm 3 nick là mình giải quyết xong cái tài nguyên chiến rồi. Tại vì đánh xong mà không ai cướp ấy thì nó giữ duy trì mãi mãi mà, cho đến khi nào người nào người ta cướp của bạn thì thôi. Như vậy nếu server nó bình yên không ai thèm cướp ấy thì tại sao không đánh. Với cái hai cái khó một chút xíu ở cái này ấy, nó rơi vào cái tầm 7 giờ tối, tức là nhiều khả năng là nhiều bạn đang đi làm ăn cơm hay cái gì đó không đánh được ấy, nên là cần một người đứng ra cầm vài cái nick như thế. Nên bạn để ý là khi mình chơi game mình đánh cái tài nguyên chiến rất là dễ, tại vì một mình cầm cả cái hội của mình, nên thành ra là một mình cân hết là sao, đúng không? Nên cái này các bạn chú ý vậy, là một người phải đứng ra. Còn đây mình nói thật là mình là thằng đi tư vấn nick, mình không phải là chủ sở hữu cái nick này, mình chỉ là tư vấn thôi, nhiều cái mình góp ý vậy thôi, chứ còn thực ra mình tự nhiên mình xả rảnh đâu mình cầm nick của server S170 làm gì, trừ khi chủ nick bảo mình cầm, chứ còn nếu bình thường tự nhiên mình đi gom nick của S170 làm gì thì mất thời gian không. Nên đây mình gợi ý bạn cái mẹo nho nhỏ để bạn giải quyết cái tài nguyên chiến, để cho cả hội có cái tí berry mà ăn buổi sáng đúng không, kiểu vậy. Đấy, cái này lưu ý cái đấy nhá. Tiếp tục là mình mò tiếp cho bạn xem tí cái thứ khác nào. Đây bây giờ xem qua tí cái chỗ tích lũy phản hồi đi. Tại vì nick này bỏ nạp nhiều đúng không? Thì mình sẽ mặc định là ăn nốt cái mốc 7 triệu nhé. Mình sẽ mặc định ăn nốt cái mốc 7 triệu vàng. Tại vì xác định nạp nhiều kiểu gì chả nạp đến đấy mọi người. Mà cái này còn tận 25 ngày nữa nên không cần phải nạp vội. Nhưng mà trước sau gì sẽ đến mức này. Nên ta tư vấn trên tinh thần là ăn đến tận mốc này nhé. Chứ mình không, còn nick trước là 500k thì đến tầm 1-2 mốc đầu thôi, đúng không? Còn đây nick này 7 triệu này, xác định sẽ nạp hết 7 triệu vàng này, thậm chí là nạp nhiều hơn. Nên thành ra là vì cứ mỗi tuần nạp 3 triệu thì 3 triệu nó ứng với khoảng tầm 1 triệu 5 vàng, thì nạp mấy tuần là lên bằng vậy mà. Còn trong tháng này giả sử có thiếu một tí xíu cũng phải nạp cho bằng được cái mốc này cho mình, đúng không? Vì xác định tiền nhiều mà, để ăn là full quà. Còn bây giờ nó còn nhiều ngày, nó còn tận 2-5 ngày nữa nên không vội, đúng không? Thì cứ từ từ nạp lên là nó sẽ full mốc này thôi. Với cái nick này nó được cái lợi thế nữa ở đây, đó là nick này đang chơi tầm này đấy, sắp sửa đến một đợt đó là sự kiện sinh nhật game, nó rất là tiện những người có tiền. Nói thật là nó cái người không có tiền thì nghĩ là không có lợi nhiều cho sự kiện sinh nhật game đâu, nhưng mà vì cái nick này xác định nạp nhiều nên tới sự kiện sinh nhật game ấy nó là cái thứ rất là tốt cho các bạn tiêu tiền để cho nó thể mạnh nhanh ấy, nên thành ra có thể sinh nhật game có thể nói sau. Còn bây giờ chuyện mang trước mắt là biết tinh thần là sớm muộn sẽ đạt đến mốc này đúng không. Thì mình ngó qua xem cái định hướng đầu tiên là định hướng là tướng gì đã, đúng không? Tại bây giờ người này nạp nhiều tiền câu chuyện là định hướng khác. Đầu tiên mình xem qua lại từ mốc quà thì có gì tận dụng không nhé. Ở cái mốc này có con COC chắc chắn là bỏ đi này. Tầm top mà nạp tiền nhiều không chơi COC nhé, bỏ. Tiếp tục đến số này có Domingo. Domingo có thể tận dụng tạm được, thì dù gì nó cũng rẻ. Thì có Domingo có thể cân nhắc, là một con có thể cân nhắc này. Nhưng mà chưa chắc đã dùng luôn nhé, vì nick này nạp nhiều tiền. Để mình xem thời gian cân đối thì có thể kịp con khác không đã. Còn trước mắt tạm thời cho Domingo là một slot hồi sinh tốt. Tiếp tục sang tiếp bên này. ISO thì mình sẽ bỏ. ISO nó lợi cho những bạn nào nạp ít tiền để đi đánh bot thôi, chứ còn nạp nhiều tiền thì nghĩ đánh các server khác, đúng không? Đánh liên server, đánh trong đầu tiên đánh trong server trước, đánh PVP nhiều, tức là đánh đấu trường dưới linh tinh nhiều ấy, sau đó có thể đánh ra liên server, đúng không? Nên thành ra con ISO nó sẽ không có lợi trong trường hợp đấy. Nên con ISO này nick trước thì mình đề xuất là có, nhưng nick này mình đề xuất là không chơi ISO, đúng không? Có thể lấy về kích sổ tay linh tinh thôi chứ không chơi. À, với lần trước có một số bạn nhắc mình chút con dâu trắng là thời đấy qua sự kiện nạp đầu nó cho nên mình đính chính một chút vậy. Lần trước là mình tưởng là bạn ấy mua, bạn chủ nick cũ mà mua, nhưng mà thực ra con dâu trắng lấy trong sự kiện nạp đầu thì ghi nhận cái vấn đề đấy do mình cập nhật bị thiếu nhé. Thì lâu mình không chơi server mới nên không để ý cái vấn đề đấy. Tiếp tục quay về nick này tiếp, nói chung là ISO là bỏ này. Tiếp tục sang tiếp đây Sabo cũng bỏ nhé. Sabo nó cũng không có lợi cho giai đoạn đường dài vì nick nạp nhiều tiền sẽ nên thẳng nhiều con khác hơn. Tiếp tục sang tiếp con bên này không có tướng này. Cái này Onimaru về hồ có thể dùng tạm làm pet chính được. Xuống tiếp bên này là có tiếp cà rốt nhiệt sư làm tạm pet phụ không? Như vậy đây nó nhà phát hành có vẻ đang hướng các bạn chơi Oden. Mình thấy cảm giác là đang hướng các bạn chơi Oden rồi. Tại vì cho bạn luôn cái lệnh triệu tập Oden mà không dùng nó hơi phí. Chẳng qua phải cân đối giữa việc Oden những con tướng khác như thế nào, đúng không?
Đấy thì đầu tiên vậy thì như vậy nó lọc qua tí ở chỗ nạp nó cho như vậy nhé. Tiếp tục bây giờ mình phải quay lại chút xíu lại xem tí cái chỗ nào. Đầu tiên là hình như ăn mắc cái phản hồi đúng không nhỉ? Mình không nhìn thấy phản hồi đây, chắc ăn mắc rồi. Thường nick nhiều tiền người ta ăn mắc hơi sớm ấy. Đấy là cái tầm server mới ra thường nó sẽ khuyến mãi nạp sẽ được nhiều hơn để nạp sẽ được chiết khấu hơn đúng không? Thì chung đổi và đây chú ý một chút xíu nhé. Ở đây đổi ở đây và để ý là ví dụ như là đổi bao nhiêu nhỉ? Ở đây nạp vào là 5.000 thành 500 này, 10.000 là được 5.000 là 500, tức là chỉ chia đôi đúng không? Được 1.000 này. Nếu đầu lên 50.000 thì được ở đây ok nó vẫn thế. Nhưng mà cái mốc cuối, cái mốc gần cuối. Ví dụ như là mốc ví dụ như mốc 1 triệu năm nó được tận thêm 300 đúng không? Nó được gần như x2 lên. Chứ bình thường cái này mà thấy gần như số là 11 đấy. Ví dụ cái này bớt đi số 0 là 500 đúng không? Cái này bớt số 0 là 1.000 đúng không? Thì nếu theo quy luật đấy thì nếu bớt đi một số 0 nữa thì chỗ này sẽ là bớt đi số 0 một tí sẽ là khoảng tầm 1.000 hay 100.000 gì đó đúng không? Nhưng mà đây mà thấy 1.180. Hai chỗ này đúng theo quy luật nó sẽ là khoảng tầm 150.000 đúng không? Thì đây thực ra là 300. Tức là ý làm sao? Tức là nếu mà nạp nhiều như vậy thì nạp đổi cho mình cục vào nhé. Đổi càng nhiều, đổi cái số mốc to nhất để lấy được tối đa cái vàng chiết khấu thêm đúng không? Cái vàng chiết khấu này như nhớ không nhầm nó sẽ gửi về mail sao ấy. Đấy là nhắc nhở với tôi chứ chắc anh chủ đích cũng biết thôi. Nhưng mà tuy nhiên nhắc vậy nhớ không may không để ý. Thì cái mức này nó sẽ chiết khấu mạnh hơn cho những mốc sau. Từ khoảng tầm từ chỗ mấy cái mốc cuối cuối là sẽ được chiết khấu nặng hơn này. Và thường thường ta nạp mắc thì cứ ăn luôn cái mốc 3 triệu cho nhanh. Đấy kiểu kiểu vậy, cho nhiều vàng. Tiếp tục nữa ở đây quỹ chắc là mắc rồi đúng không? Quỹ thì mấy nick có tiền thì chắc chắn là mắc rồi. Tiếp tục xem qua tí cái khác nào. Ở đây ví dụ huyết chiến đến cùng thì sao? Đây ví dụ nick này đấy là 2.300 bao nhiêu này. Thì ở đây cái này nó không phải ép buộc nhưng mình nghĩ là nếu anh chủ nick muốn phát triển cái server này nó bền vững một chút xíu ấy thì nên cố gắng thu xếp thời gian kéo anh em một chút xíu. Ví dụ trước mình quay cái nick kia tầm 500k thấy là nó chưa bắt điểm cái này thì anh chủ nick để cân đối xem sắp xếp thời gian để kéo anh em trong hội. Thì cái này nó sẽ hơi khổ trong giai đoạn đầu tí xíu nhưng mà được cái nó phải lưu trữ được. Tức là sao? Tức là mình kéo một người xong lần sau mình không cần phải kéo nữa vì người ta sẽ được lưu số điểm đó và người ta ấn nhận nhanh là xong ấy. Nên thành ra nếu có thể thì anh hãy sắp xếp thời gian để anh kéo bớt cho mọi người một tí. Tất nhiên là cái này kéo cái này rất là đơn giản, tức là ví dụ mình tạo nhé. Thì ví dụ để cho thêm hai thì ví dụ mình tạo nhóm thì hai người khác người ta vào. Anh chỉ cần bỏ vào hai cái tướng mạnh nhất của anh, kệ người ta tự đánh là xong, treo máy lúc cho người ta tự đánh là xong. Kiểu kiểu vậy để kéo người ta cho người ta được cái điểm cao cao một chút xíu. Nó sẽ hay hơn cho cả server, để cho server nó mạnh đều. Tức là chắc chắn là anh nạp nhiều tiền hơn sẽ mạnh hơn những người khác. Nhưng mà tuy nhiên một số bạn yếu hơn người ta cũng phải có tính động lực để người ta chơi. Để về sau mình có những giải đấu như ở công hội chiến có người đánh cùng. Chứ nếu bây giờ mình mạnh quá mà cả server người ta yếu quá ấy, thì nhiều khi một số cái giải đấu mình sẽ bị bất lợi. Nên đôi khi mình bỏ công giúp mình giúp anh em một tí xíu. Đấy kiểu kiểu vậy. À, tiếp tục nữa là bây giờ xem tiếp cái gì nhỉ? Bây giờ tiếp tục là về tướng đang hơi do dự tí, tướng đang chơi như này. Marco thì mình nghĩ là sự lựa chọn tốt nhất rồi, kể cả giàu hay nghèo đơn giản điều trước sau thì vì những con xịn nó chưa lên được ấy thì Marco là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Bây giờ lỡ lên boa rồi thì cũng phải dùng boa thôi. Chắc chắn phải dùng boa thôi. Bây giờ còn lại mấy cái slot còn lại main thì cố định rồi. Vậy còn hai cái slot kia dùng con nào? Mình đang nghĩ đến việc con đang nghĩ đến việc lên con Odin một tí xíu mà không biết con điệu có nhanh được không ấy. Quan trọng có nhanh được không? Để kia cho mình cái lệnh triệu tập nhưng không cho mình hết các vật phẩm khác đúng không? Ở đây ví dụ quay lại chút xíu nhìn lại đi nhé. Mình xem trong quá trình nạp thẻ có cho mình thêm cái vật phẩm phụ không? Thì con Odin cần mấy vật phẩm ấy. Chứ không phải mỗi cái việc cái không phải mỗi cái việc cái lệnh triệu tập là xong. Nó còn nhiều vật phẩm khác. Tất nhiên nó còn nhiều sự lựa chọn khác nữa thì mình có thể tận dụng được. Nhưng mà đây mình cân đối thêm một chút xíu xem là liệu trong trường hợp nick này lên liệu có hợp lý không nhé. Tại vì bên thì mình check lại thì cái phản hồi hiện tại xem nó cho như thế nào đó. Thì hiện tại nó đang ấy thế này thì hơi khó. Hơi khó mình cân đối một chút xíu. Tại vì nhưng mà mình nghĩ là có đợt sinh nhật game thì mình nghĩ có thể lên được Odin đấy. Chẳng qua điều là liệu lên nó có đáng hay không đâu. Cái câu chuyện là đáng hay không nhé. Tại vì nick cũng nhiều tiền ấy, xem nhỡ nhảy con nào khác thì nhảy được thì tốt hơn. Mình ngó qua tí xem các mốc tiếp theo nó cho thêm cái gì nhé. Cái túi này sử dụng được lựa chọn này. Cái lựa chọn này đây là giúp cho chủ nick có thể lên được cái con Odin sớm này. Thì vì trong này có cái mảnh Amehabakiri. Nó có 5 mảnh. 5 mảnh của 4 tức là được 20 mảnh. 20 mảnh kiếm của Odin. Đây mình xem cái túi này có nhiều không. Túi này ở đây không có. À túi này ở đây một, đây là một nữa ở đây. Nó cho thêm đây là 6 10 túi không? Thì kiểm tra nhìn kỹ trước nhé. Bắt đầu từ cái mốc 150k 1 triệu năm đấy. Ở đây mốc 1 triệu năm bắt đầu có được 1 triệu năm bắt đầu nó cho mình à đâu, 1 triệu năm không cho, lên cao nữa 2 triệu năm đấy. 2 triệu năm là được 4 này. Lên được mốc 3 triệu năm là thêm 6 là 10 này. 10 nhân với này 5 là 50 mảnh nó cho mình nửa cái kiếm rồi. Cho mình nửa cái kiếm đúng không? Lên mốc cao hơn nữa ở đây lại không cho, đều thế không biết là nhà phát hành cho chót đi. Để cho cái kiểu này. Nó cho kiểu này tức là nó mới chỉ được có 50% cây kiếm thôi. Tức là mình phải nhiều khả năng dùng thêm cả điểm Wano nữa. Nó cho điểm Wano nhỉ. Wano đây lại không cho. Nó chơi kiểu lỡ cỡ. Nó không cho hẳn. Nó chỉ cho kiểu một nửa thôi. Tất nhiên tiết kiệm thời gian cũng nhiều. Vẫn có thể lên được. Nhưng mà để cân đối tí.
Rồi thì để quay lại lại tính con Oden nhé, ngoài lệnh triệu tập Oden mình sẽ quay chỗ Haki này. Nick này lên Sura đúng không? Nick này lên cấp 145 là ok rồi. Nó sẽ quay lên kiểm tra chút xíu chỗ con Oden nhé. Tại nó định hướng này chắc nhiều khả năng phải lên Oden thôi. Đây Oden đây sẽ cần Oden này mức độ tiến hóa. À cái này là ghép xong rồi không? Cái vật phẩm ghép thì để nói chung là cần hai thanh kiếm thôi, để mình check lại hai thanh kiếm này. Nó sẽ ở trong này, nó sẽ có một xanh trong cái này. Và trong Wano để ý cái thanh kiếm nhé. Thanh chỗ nào nhỉ? Đây là thanh Emma, Emma ở đây hiện tại điểm Wano lại chưa có tí gì nhỉ? Chưa có tí gì nhưng mà nạp đều chắc nó sẽ có thôi. Ở đây từ từ dịch tiếp xuống dưới nè. Đấy thanh kia nhiều khả năng phải lấy qua sự kiện này. Bây giờ mình check lại tí cái nạp thẻ nhé, mình nhớ trước nhớ cái nạp thẻ nó cũng cho sao. Chờ tí mình check lại trang chủ chút xíu cho cái nạp thẻ nó cho. Cái túi nó gọi là túi gì nhỉ? Ở đây chờ tí mình xem lại cái chỗ phản hồi nhé. Cái túi này nó gọi là túi chọn nguyên liệu tướng siêu cấp. Túi chọn mảnh nguyên liệu tướng siêu cấp không? Mình kiểm tra ví dụ như cái phản hồi này. Vì anh chủ nick ăn mắc rồi nên mình không nhìn được. Hay trong túi đồ có không nhỉ? Khéo chưa chọn túi đồ khéo có đấy. Ngó qua một chút xíu nhé. Có đợt trước nó có cho trong phản hồi không biết đợt này còn không ấy. Tại vì tối ưu lại cho nó tròn tròn tí mà. Không có. À đây đây dùng rất nhiều này. Đây rồi, ngon rồi. Đây nhiều cái này thì ok quá còn gì nữa. Ví dụ như à đâu cái này chính là cái túi rồi mà kỳ không phải, cái này là 10 cái túi gốc không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 không, cái này là 10 túi gốc thôi. Cái này không phải, cái này là 10 túi gốc thì không phải thứ mình cần. Đây kiểm tra tí cái phản hồi thì đẹp phản hồi lần này nó không cho nữa. Để nhìn lại mấy cái mốc cuối nhé. Ví dụ như phản hồi của mình đang quay ở thời điểm của ngày 24 tháng 10 nhé. Thì phản hồi hiện tại mới nhất đây đang cho mình dò mấy mốc cuối này. Nó cho mảnh tinh đinh Kabu này, cho túi chọn 190 này, dương nguyên liệu này, huy chương Wano này, hải thú đau buồn này. Hộp quà phản hồi và hộp quà phản hồi bỏ qua này. Tiếp tục là mốc 1 triệu vàng cho mình dương nguyên liệu này, huy chương Wano, khắc ấn chiêu mộ, túi tăng cấp ma khí không dùng được. Mốc 500.000 nó cho mình bộ trang sức này, túi chọn mảnh thời trang này, túi chọn ngọc kỹ năng, chiến công công huân vẫn không được. Tiếp tục xuống mốc thấp hơn tí cho ngọc tiến hóa, cho túi nguyên liệu công huân chiến công. Ở bỏ mẹ phát này không cho rồi trời ơi. Ở vậy hiện tại nhìn sơ qua mấy mốc này thì đã không cho. Vậy kiếm cái này ở đâu bây giờ nhỉ? Đợt trước nó cho thì dễ, đợt này không cho là hơi đau đầu nha. Đấy đây chỗ này 10 chỉ được 50. Đây còn 50 còn lại đây, cái này nó gọi là mảnh Amehabakiri. Mình kiểm tra các shop khác nhé, sợ shop khác không đủ điểm thôi. Thì dịch dần các shop xem là shop nào lâu rồi không kiểm tra cũng quên thôi. Không được nữa phải đổi qua sự kiện đặc biệt thì hơi mệt, thì muốn đổi chủ động hơn ấy. Mà nhiều khả năng chắc phải bắt đổi qua sự kiện đặc biệt rồi. Để mình check lại cái bản update chút xíu xem là trong sự kiện ấy. Ok, sau khi mình đi dò rất nhiều thông tin thì có cái khó chỗ này giờ thế này. Cách đây khoảng tầm vài tháng ấy, thì khi bạn nạp thẻ trong phản hồi ấy, nó cho bạn cái túi ở túi đây không phải cái túi chọn nhưng mà túi random. Nhưng số lượng nó nhiều hơn, cho khoảng tầm mấy chục túi cơ. Thì bạn có thể random lên được cái kiếm này. Cái mảnh kiếm Amehabakiri. Nhưng ở đến giai đoạn gần đây thì cái phản hồi mình thấy nó không cho cái túi này nữa. Tức là túi này túi chọn thì ngon nhất nhá, ngon nhất là túi chọn. Nhưng mà ngon nhì thì là cái túi random thì random mãi kiểu gì chả đủ đúng không? Nhưng rất tiếc túi random bây giờ lại không cho. Mình không biết là sau này có quay lại không, nhưng ở thời điểm quay video này là không có. Nên dẫn đến việc là không tận dụng ở tối ưu cái chỗ này. Còn một cái nguồn nữa mình thấy cũng có cái túi nguyên liệu, túi chọn mảnh nguyên liệu siêu tướng thì mình thấy nó không có nhiều lắm, đánh trong kiểu đấu trí. Mà cái đấu trí thì rủi ro nhiều, đánh ít thì mình sợ không biết là tích bao giờ mới đủ. Tại vì đứng top 1 như được có 4-5 mảnh như sao mà 4-5 mảnh nhân lên thì thực ra không 4 à. Không, nếu mà đấu trí được nhiều thì cũng đáng đấy. Tại vì đấu trí ở đây ví dụ là 4. Nếu mà mình ở đây mình không có đang không trong đợt đấu trí thì mình chỉ xem thông tin trên trang chủ nhé. Thì thấy nó ghi là túi chọn mảnh nguyên liệu siêu tướng tướng siêu cấp. Đây là túi chọn mảnh nguyên liệu tướng siêu cấp là đúng hệ túi này không? Nó ghi là nếu top 1 được 4 mà 4 thì giả sử nếu được top 1 là 4 thì 4 nhân với 5 là 20 thì cũng được. Thế vậy thì cần bao nhiêu mùa nhỉ? Ví dụ ở đây mình đang có đây là 10. 10 nữa là 10 thì 10 50 đúng không? Vậy 4 vậy thì mình vô địch khoảng tầm 3 mùa là lên được Oden. Nhưng câu chuyện đây nó cũng khó, cái là đầu tiên nó cạnh tranh lên server. Cái thứ hai nó thật là top 1 thì mình cũng đã có khách rồi. Giả sử cứ bảo bỏ tiền thuê mình chắc cũng hơi khó. Trừ khi anh chấp nhận top 2, top 3 ở đấy, hoặc là mình thương lượng cho anh ấy được top 1 ấy. Với điều kiện mình đua thành công nó cũng nhiều vấn đề lắm. Nên cái này rất là đau đầu, tức là nếu giả sử muốn lên Oden chỗ này ấy, không phải để gạ đánh đấu trí đâu nhé. Mà tại các bạn đây câu chuyện là bắt buộc phải đánh đấu trí.
nếu trừ khi là phản hồi lại giống như ngày xưa, nó lại cho túi random vào lại trong cái phản hồi, hoặc có cho túi chọn trong phản hồi thì lại ok, không vấn đề gì. Hoặc là đợt tới sự kiện sinh nhật game, nếu may mắn nó cho đổi túi này thì ok. Nhưng nếu nó không cho đổi túi này, không cho đổi các nguồn khác nữa, nó coi như mất hẳn rồi. Thì như vậy thì chỉ có cách là ta phải đánh qua đấu trí, nếu muốn tận dụng hết được 10 cái túi này cho. Nhưng mà nếu trường hợp còn lại, nếu mà giả sử vẫn thích lấy Odem mà không lấy túi này thì lại phải chấp nhận chơi sự kiện đặc biệt. Thì mình lấy sự kiện đặc biệt, nó sẽ đổi lấy cái này này. Thì mình sẽ đổi lấy cái nhật ký Odem, trong 100 cái nhật ký Odem đổi luôn một cây kiếm. Nhưng mà nếu đổi cái này thì lại phí đi, lại phí đi 10 cái túi kia. Tại 10 túi kia giờ lại chả có giá trị gì cả. Đúng không? Tại bây giờ 50 mảnh thì nếu mà giả sử giờ lấy 10 túi kia mình mở ra 50 mảnh ấy. Mà 50 mảnh rồi nhưng không kiếm được 50 mảnh còn lại, lại đi đổi cái này 100 mảnh lấy cái này thì nó hơi phí. Nên đó là lý do vì sao hiện tại con Odin nick này thời mình bỏ ngỏ. Tại vì chờ xem đợt tới sự kiện sinh nhật game nó có ra hay không, hay là anh chủ nick có định chơi đấu trí hay không, hay là có định, hay nó có phát sinh cái gì, hay là nạp thẻ có quay trở lại hay không nhé. Tức còn hiện tại giờ đấy Odin ở server này là hơi khó, thực sự hơi khó. Không phải vì không có tiền mà các bạn là vì nó không tiện. Nó không tiện lắm. Chả lẽ đi đổi cái nhật ký Odin khi mình có thể chọn được nửa cái số kiếm rồi. Nó rất là dở đấy. Nên nó làm hơi bị căng thẳng cho em chút xíu. Với ở đây mình thấy một điều nữa ở đây là mình thấy là game có cái bẫy một chút trong cái túi này nhé. Trong túi này chọn được 3 vật phẩm này, bao gồm có mảnh trái Joru này, mảnh trái Ryu này, với mảnh kiếm Ame Habakiri ấy. Thì tại sao mình nhỏ nó bẫy chỗ này? Thực ra không phải là bẫy mà vô tình thành ra bẫy. Tức là nếu giả sử bạn nào không để ý cái này ấy, mà bạn chọn cho mình cái trái Joru ấy, hay là bạn chọn trái Ryu, tức là trái của con Jack với trái của con Queen ấy, thì sẽ rất là thừa. Tại vì sao? Tại vì khi nó cho bạn cái túi này, nó chọn luôn tướng. Ví dụ ấn thử cho bạn xem nhé, lấy cái túi này ra này, ấn dùng này, nó cho bạn mảnh này là ghép luôn được thành tướng. Còn ngày xưa mình ghép con Queen là phải kiếm trái ác quỷ này, kiếm ấy giống như con Odin là phải gom hai cái kiếm với lại triệu tập không? Thì con Queen ngày xưa mình lấy, hay con Jack ngày xưa mình lấy cũng phải đi kiếm lại triệu tập con Queen, lại triệu tập con Jack này, kiếm cái trái ác quỷ của nó để ghép thành nó không? Nhưng mà bây giờ nó cho chọn luôn theo cái mảnh này rồi, nên tức là những cái nick nạp đều nick này ấy, thì auto sẽ có Queen, và nạp lâu nữa thể nốt Jack, Kata, Xanh, Dogen có hết. Tại thông qua cái việc là nạp thẻ nó cho. Nên thành ra tự nhiên là cái túi bây giờ hủy nhá. Không lĩnh, cất vào trong đã. Thế này về sau chọn sau, mình nhiều khả năng sẽ chọn Queen, đúng không? Nhưng mà vì cái túi này nó lại cho mình bẫy lên đấy, nên thành ra mình bỏ cái túi này ấy. Nếu một là bạn giữ lại sau xem dùng làm gì, dùng không thì cống cây hay cái làm gì đó. Còn không ấy thì bạn phải chọn cho mình là cái mảnh kiếm Ame Habakiri. Tại vì hiện tại Odin nó chưa có túi lựa chọn. Nhưng nếu mà giả sử về sau này game update thêm lại cho con Odin túi lựa chọn ấy, thì cái túi này trở nên vô dụng. Nên hiện tại vai trò duy nhất của nó chỉ để lấy cái kiếm này lên Odin, đúng không? Nhưng mà vì cái phản hồi bây giờ nó lại không cho cái túi liên quan đến kiếm này nữa, nên đến việc các bạn có đổi hết 10 cái túi này ra cũng chỉ có 50 mảnh, mà vật phẩm nó cần 100 mảnh, nên mới đau đầu chỗ đấy. Nên là một là phải đánh thêm đấu trí để bạn kiếm top 1 trong 3 top đầu để kiếm thêm mảnh, để có thể kiếm dần, tích dần để đủ Odin. Nhưng mà như vậy sẽ khá là lâu, tại mình tính trung bình là cách một tháng đi. Như vậy đánh bạn ít nhất phải đánh khoảng tầm 3 mùa mà tương đối thành công ấy, thì mới đủ được. Mà 3 mùa tương ứng với khoảng tầm 6 tháng, với khoảng tầm nửa năm lên con Odin mình nghĩ là hơi lâu. Còn nếu là sử game nó cho vào nạp thẻ, tức là cứ mỗi tuần cho thêm khoảng tầm 25 đến 50 mảnh random, trong random có thể ra kiếm, có thể ra cái khác. Thì nếu giả sử như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Tại vì chẳng lẽ mình random cả trăm túi thì lẽ không được mấy mảnh. Nhưng mỗi tuần cái túi random nó có rủi ro, nhưng mình nghĩ là random hoài sẽ hay hơn. Thì có thể kết hợp với random túi với đấu trí thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà vì hiện tại cái phản hồi hiện tại nó lại không cho. Từ ngày bắt đầu nó ra thêm một số cái liên quan đến cái nguyên tố hay một số cái gì mới tí lại khá, bây giờ phản hồi lại không cho cái đấy vào. Nên hơi khó vậy. Còn một cái niềm hy vọng cuối cùng chúng ta sẽ là sự kiện sinh nhật game. Nếu sinh nhật game cho phép nạp tiền đổi được cái mảnh đấy thì ok, đúng không? Nên ra cái Odin hiện tại giờ mình không thể định hướng chủ nick là nên lên hay không. Tại vì bây giờ vấn đề đau đầu của mình là phải chờ. Còn nếu thích lên quá thì đến sinh nhật game xả tiền ra lấy hộp để đổi nhật ký Odin để lên Odin. Nhưng mình nghĩ là nếu mà xả tiền ra lấy hộp để lên mỗi con Odin không lại hơi phí. Tại vì nó là con siêu tướng không phải mới nhất. Mà thường sự kiện sinh nhật game, các sự kiện lớn ấy mà mình đã xả lực ra để lấy hộp ấy, thì thường mình sẽ hướng đến con nào mới tí, chứ mình không hướng đến con cũ. Tại bây giờ con Odin nói thật là rất là cũ rồi. Chẳng qua nhà phát hành ấy nó cho trong cái quà này con Odin, nên mình muốn tận dụng cho nó tối ưu thôi. Tối ưu vì đằng nào có lệ triệu tập sẵn rồi mà. Nó tiết kiệm rất nhiều để lên con Odin vì cũng chơi tương đối ổn với server mới. Nên nó đau đầu chỗ đấy chứ. Nên thành ra hiện tại thời điểm này con Odin nó sẽ là một cái dấu chấm hỏi. Một dấu chấm hỏi khá là lớn. Do là hiện tại nó sẽ chưa rõ ràng cái nguồn kiếm ấy, thực sự nguồn kiếm không ấy. Chứ mình định cho Odin trong danh sách những con tướng sẽ đánh đấy, sẽ chơi của nick này đấy. Tại vì đơn giản nó cho sẵn lệnh triệu tập rồi. Một cái kiếm kia thì đổi nước Wano, mà Wano thì sao? Wano ví dụ thanh này bao nhiêu điểm Wano nhỉ? Cái thanh màu trắng ở đây nó sẽ mất là 6.000 điểm, tức là 100 mảnh sẽ là 600.000 điểm không? Đấy là 6.000 hay 2 số 0 là 600.000 điểm. 600.000 điểm mà nguyên tuần này bạn nạp được bao nhiêu rồi?
mình x lên thôi. Tuần này nạp đây là nhân thử nhé, mình xem qua tí xem là mất tầm bao lâu. Cái Wano tới sinh nhật game sẽ cho bạn đổi thêm rất nhiều nữa, thì mình nghĩ là Wano không sợ lắm. Áp lực cái kiếm như thôi. Đây đợt tới nhá, ví dụ đợt tới ở đây, ví dụ ở đây hiện tại đang có là 18 túi nhân với lại 200.000 này, cộng với tiếp với lại 200 này, tiếp tục bên này là 75 túi nhân 1.000 này. Mình tính bây giờ trung bình một tuần đã 78.600 rồi. Bây giờ mình lấy 600.000. Lấy 600.000 điểm không? Đúng 600 hay 900 nhỉ? Hình như 600 đúng không? Đúng rồi, 600.000. Mình chia cho nãy bao nhiêu quên mất số rồi. 78.600. Tức là như vậy ở đây bạn thấy là chỉ nạp khoảng tầm 7 tuần, 7 đến 8 tuần, gọi cho là 8 tuần. Mà 8 tuần chưa kể nếu chúng tuần sinh nhật game còn nhiều nữa cơ. Ở đây thì tính sơ sơ, ví dụ như cái tuần cùi cùi đây là tuần hết sức bình thường nhé, là không có sự kiện đặc biệt cả. Đó vậy mà khoảng 8 tuần, 8 tuần là bao nhiêu? Tức là chỉ khoảng tầm 2 tháng nữa không? Để 1 tháng coi như là 4 tuần đi thì 8 tuần là 2 tháng. Khá là nhanh. Thế bây giờ cái câu chuyện bây giờ đau đầu mỗi cái quả cái kiếm, thanh kiếm màu đỏ thôi. Cái thanh kiếm bao trắng thì đơn giản nhé, mình nghĩ là bao trắng đơn giản, cái nạp đều thì kiểu gì chẳng có, mà thường nó chỉ có nhiều lên không bao giờ ít đi. Nếu mà đến cái đợt sinh nhật game mình khéo là đủ luôn ấy, tại vì có thể đổi thêm các shop của sự kiện Grand Theft Zero của đợt sinh nhật game mà, nên hoàn toàn có thể đổi cái kiếm này sớm nhé. Cái kiếm này không khó này, lại triệu tập thì nạp tiền lên nó sẽ cho free cái lại triệu tập rồi, đúng không? Đấy, còn duy nhất cái thanh kiếm cuối cùng nữa, cái thanh kiếm cuối cùng giờ nó bị dở ở chỗ đấy, nên ra là đúng ra thì con Odin là con rất dễ lên, nhưng mà vì hiện tại do cái phản hồi của game lại không cho nguyên liệu đấy vào, nên hiện tại thời điểm này là bỏ ngỏ nhé, là không thể lên được. Còn hiện tại giờ quay sang xem đây của Queen sớm nè. Ở đây thì trong này mình sẽ có ở đây là một tuần nạp mắc cho mình bao nhiêu mảnh Queen đây. Đầu tiên là mốc đầu tiên cho mình đây là mảnh Queen sẽ là 15 rồi, khá là nhiều đấy. Mốc này không biết là mốc đầu hay mốc cuối không quan tâm nhé, phải chỉ quan tâm là anh chủ đích đã nạp mắc. Và đây là cái tuần đầu tiên anh nạp mắc thì lấy cái tuần này nhân x lên số lần rồi xong thôi. Thì mình xem là tuần đầu tiên đang có đây là đầu tiên chỗ này là 15 mảnh con Queen này. Cộng tiếp cái hộp tiếp theo cho mình ở đây là cũng lại thêm 10 mảnh con Queen nó đắt hơn tí xíu. Rồi tiếp tục sang cái mốc tiếp theo bên này nữa. Nó cho tiếp mình ở đây là 5 mảnh con Queen. Hình như mấy mốc dưới không có đúng không? Cái này chỉ có đến đây vẫn có thêm 5 mảnh Queen à. Cái này là mảnh Queen là 5. Mảnh Queen ở đây tiếp tục là 5 mảnh nữa, cộng thêm 5 mảnh nữa này. Xuống cái mốc dưới cùng. Dưới cùng thì không có đúng không? Dưới cùng chỉ có 3 con siêu tướng đầy đầu thôi. Rồi, như vậy tổng ở đây mình đã được ở đây là 35 mảnh rồi, đúng không? 35 mảnh rồi thì như vậy là nhân lên thì cứ nhân lên thôi. Bây giờ thì cần 100 chia cho 35. Như vậy chỉ cần nạp khoảng tầm 3 tuần phản hồi là coi như xong con Queen rồi, đúng không? Như vậy con Queen thì mình nghĩ sẽ lên được và nghĩ là nên lên. Tại đơn giản điều đó, nó hàng cho sẵn, tội gì không lên, đúng không? Thì con Queen sẽ là con sẽ chơi tạo cho đích này được. Nên là ra mình nghĩ con Queen là ok nhé. Con Queen thì không phải lăn tăn nhiều như con mấy cái con Odin đâu. Thì con Queen là chọn xong luôn. Mà nếu cái kiểu chọn vậy cứ tính ra 3 tuần con Queen thì chắc là 3 tuần lên lúc con Jack nhỉ. Vậy thì có sự ma công với có sự vật công rồi. Có hay nhỉ, nên chung là chơi vậy thì cũng nhanh thôi. Tại vì nick nạp đều mà. Bây giờ có cái Odin chết tiệt là mình đau đầu con Odin thế không biết được. Bây giờ cái chỗ này chọn vậy như vậy là tối ưu trước là 3 tuần đầu rồi. Như vậy bây giờ đội hình hiện tại nếu mà chơi tạm bợ. Và tạm bợ trong thời gian ngắn hạn nhé. Ngắn hạn thì chắc chắn là tận dụng hai con đã lên thôi. Đặc biệt trong server này mình cảm giác là chưa chắc người ta đã nạp nhiều như nick này đâu. Nên thành ra là đầu tiên trước mắt là được con Marco con Boa lỡ lên rồi, phải dùng thôi, có con main cố định rồi. Vậy như vậy trước mắt là mình có Queen rồi, mình có thêm một vị trí con Queen rồi. Nhưng mà bây giờ liệu có phải lên Domingo không nhỉ? Tại vì căn bản ở trong cái server này có vấn đề ở đây, nếu giả sử chủ đích quá trội thì cũng không cần hồi sinh. Chẳng qua là mình hồi sinh ở phòng kiểu người ta ngang cơ ấy, nếu người ta ngang cơ thì hồi sinh cho nó mạnh. Nhưng mà nếu giả sử người ta không ngang cơ thì cái hồi sinh lại không cần thiết lắm. Nên mình hơi lăn tăn tí nick này có nên tư vấn người ta lên một con tướng hồi sinh không? Tại vì thực sự nick này nếu mà giả sử đánh cái kiểu là nick này lên được nhiều con tướng sớm như vậy mà mạnh như vậy thì có đôi khi để nguyên thôi đã mạnh lắm rồi, không cần hồi sinh ấy. Tại vì những cái bạn đang thua về chất tướng ấy, người ta không có khả năng khống chế nick này để có thể đánh thắng theo kiểu khống chế địch được. Mà thành ra mình hơi lăn tăn chỗ đấy một tí xíu nhé. Mình đang hơi lăn tăn xem có nên không. Nói chung Marco đúng đắn rồi, Boa có thể miễn cưỡng được. Thế như vậy thì chỉ hơi lăn tăn rồi, hiện tại vì team nó không có hồi sinh ấy. Nếu lên Domingo liệu có sợ phí Haki không nhỉ? Main thì cố định rồi. Trước mà xong tới đây chắc chắn là khoảng tầm 1-2 tuần nữa con Queen rồi. Con Odin thì đang bỏ ngỏ, con Odin có thể tự hồi sinh ở chính nó. Nhưng mà chúng ta mình đang phải bỏ ngỏ con Odin vì nữa. Nó lại không rõ ràng cái nguồn kiếm ấy. Đấy là cái điều hơi lăn tăn với nick này tí xíu ấy. Còn tiền thì mình không lo, chủ nick đã bảo yên tâm về tiền thì mình không lo về tiền rồi. Mình chỉ là lo làm sao thôi.
Tại vì nếu nhiều khả năng, nếu mà an toàn nhất thì nghĩ vẫn phải nên cho con Dominico lên. Nhưng mà mình xem thử, nếu giả sử muốn lên con Losura có lên được không nhé, mình sợ không lên được ấy chứ. Con Losura thường thôi, chứ không phải lên S2 đâu. À, Losura thường nghĩ là lên được ấy nhỉ. Này, cái báo danh tạm một tí này. Này đang phải suy nghĩ tí xíu, vì nick này lại có tiền. Không có tiền định hướng này chỉ có mấy con ngắn hạn thôi. Nhưng có tiền đôi khi mình nghĩ con xa xa một chút xíu. Nhiều khi nick này sợ Haki không kịp để nó lên tướng ấy. Đấy vì hơi lăn tàn tí, ví dụ cái điểm của mấy cái sử dụng đến thử cái sóc cây ác ma xem nào. Thế là điểm chắc không có nhiều, có tí vậy, nếu mà giả sử nó tham vọng lớn tí cũng không được. Thì game nó bị hạn chế mức độ tài nguyên ấy. Thế giả sử giờ tham vọng lên con lo chẳng hạn đi, có lên được không? Đéo lên được không? Cái ăn mắc quà chỉ được mấy chục mảnh, không được. Và nếu chỉ lên một con để hồi sinh đơn thuần thì mình nghĩ là lên con Domingo hồi sinh sẽ hay hơn con lo. Tại con Domingo nó hồi sinh theo nộ căn nó dễ hơn là hồi sinh theo con theo máu ấy. Chẳng qua lên xong lại vứt đi thì hơi phí. Bây giờ hay là Brook nhưng quay vào bây giờ nick này mình định hướng lên rất nhiều con tướng ấy thì sợ Haki không có đủ ấy. Cái vấn đề khó chỗ Haki không đủ ấy. Tại vì lên có tướng mà không lên được Sura thì vỡ mặt. Bây giờ anh chủ đích đã chủ động anh đào Haki bằng vàng rồi mà vẫn đang thiếu, đúng không? Chắc chắn sẽ thiếu thôi. Như vậy là hơi khó. Con Domingo là bao nhiêu cấp nhỉ? Domingo là 27 cấp. À thấy bơm Haki vào rồi chắc chắn lên Domingo rồi. Bơm Haki vào rồi là lên Domingo chắc chắn rồi. Thôi về cái định nghĩa là lên Domingo nhé. Để lần nào thấy bơm Haki rồi cũng lên cũng tốt thôi, lên để hồi sinh tướng thôi. Và như vậy team hiện tại sẽ có là thế rồi Marco Queen, à quên Marco Roboa. Xong tới là Domingo đúng không? Xong tuần sau sẽ lên thêm con Queen thế mà chỗ vào. Như vậy team này nó sẽ hơi bị nhiều ma công nhỉ. Tận 3 con ma công. Như vậy main chơi tạm vật công và Domingo chơi là tuyệt chiêu. Team này thì nó chưa được đều đồ lắm. Tại vì nó hơi lệch con ma công hơi nhiều. Chẳng qua mình lăn tăn nhất con Oden thôi. Cái Oden thì cảm giác đấy rất là muốn lên Oden vì thấy nó cho sấn lại triệu tập cái thứ rồi. Rồi, như vậy tạo thời đội hình cơ bản trước mắt là cứ chọn Queen nhé. Mình thấy chắc là nạp về khoảng tầm 1-2 tuần nó trôi qua rất nhanh nhé. 1-2 tuần nó trôi qua cực kỳ nhanh. Nên nó xác định con Queen thì sẽ có rồi. Và sẽ lên con Queen nhưng mất rất nhiều Haki nha. Mất rất nhiều Haki nên là nhiều khi ấy, anh chủ đích nạp nhiều thì có thể anh phải cân đối cả thêm cái shop thần bí nữa. Tại vì thấy là cái shop thần bí có những tuần nó bán Haki đấy. Tuần này đây cũng chưa bán nhưng mà nhiều hôm sẽ bán. Ví dụ như hôm nay bán điểm chiêu mộ ấy. Thực ra cái này thì cũng thực ra nó hơi tốn tiền. Nếu thật là vậy, nếu có điều kiện nên mua thêm cả điểm chiêu mộ, tao mua thêm cả Haki. Đấy là những cái thứ đấy phải mua thêm. Và mua cả nguyên tố mới nhá. Nhưng mà tuy nhiên là bây giờ cái gì cũng mua đắt lắm. Nên thành ra là mà bây giờ anh nào mắc một cái phản hồi thì chưa chắc là đủ vàng anh mua hết tất cả thứ đó. Nên thành ra là tùy xem anh có muốn chơi vượt qua cả cái mắc không nhá. Nếu anh có thể chơi vượt qua được cái mắc được, vì tức là anh bảo mình vào tư vấn nhưng mà mình cũng chưa hình dung là anh ấy có vượt qua mắc không. Thế nếu mà thực sự nạp vượt qua mắc được ấy thì cái này nó thật sự rất là tốn kém, là mình phải mua thêm cả cái điểm chiêu mộ. Nó bán điểm chiêu mộ này, nó bán điểm Wano này, hay nó bán điểm điểm gì nhỉ? Điểm chiến công này, hay điểm tàu chiến này, hay là bán nguyên tố mới này, hay là bán cái gì nhỉ? Haki này, là mua hết. Nhưng mà nó thật là mua nhiều vậy sợ nó đắt quá ấy. Nên ra cũng bảo cân đối một chút xíu là nếu có khả năng thì mua, còn không thì cũng phải bỏ qua hết. Không thì cứ từ từ đi. Tại vì mình sợ các anh tốt không chờ được cái vấn đề chờ Haki lâu quá ấy. Thực ra game này có thể chơi dùng tiền mua Haki trong shop được, nhưng mà thì nó đắt quá. Nên nói chung là tùy cơ ứng biến nhé. Cái này gợi ý một chút vậy thôi, chứ còn thực ra thì không khuyến khích lắm, tại vì đắt lắm. Tại vì mua cái này rất là đắt, trong khi nạp thẻ nó cho cũng khá là nhiều ấy. Nhưng chỉ vì căn bản là do mình đang muốn lên nhiều quá nên cảm giác nó thiếu. Thì muốn nhanh thì phải tốn kém thôi, còn nếu không thì cứ từ từ. Tại vì server này, nhưng mà mình nghĩ là server này không cần thiết phải nhanh quá như vậy đâu. Tại vì các bạn server mình thấy cảm giác top 2 bị chênh với top 1 rất là xa ấy. Thì nghĩ là việc đầu tư nhiều quá vậy nó hơi phí tiền. Cảm giác nó hơi phí tiền trừ khi quá nhiều tiền thôi, còn nếu không nó hơi phí. Ở đây thế là bánh mì thì mua max rồi, bánh mì luôn luôn mua max rồi là ok rồi. À nhưng mà nên mua nốt cả mốc cuối nhỉ, mua hết đi. Cái này, à không, cái này chưa mua được vì chưa đủ cấp thôi. Cái này là cấp 145, cấp 150 nữa. Rồi ok, bánh mì thì mua max là ok rồi. Tiếp tục bây giờ mình xem tiếp nào. Bây giờ mình sẽ nghĩ mà con tướng là trong tương lai nhá. Bây giờ chắc chắn là Queen xong rồi, mà xong Queen nó có túi chọn tiếp thì lên tiếp con Jack thôi. Nói chung cứ từ từ lên dần dần những con tướng cho free thôi. Nên con đấy thì đơn giản rồi. Cái đấy mình không cần suy nghĩ quá nhiều nhá. Cứ Queen đến Jack xong đến Kata, Kata đến Shanks, Shanks đến dấu đen, nó cứ lên gần lượt thôi. Vì cứ nạp thẻ nó cho liên tục mà. Nhưng bây giờ mình thử nghĩ đến việc có lên được con siêu tướng ở đời mới không? Tại vì bây giờ nick mà nạp nhiều như vậy. Bây giờ lên con siêu tướng đời mới à. Bây giờ xem thử nó cho bao nhiêu nguyên liệu nhá. Vì nó thấy là đợt này nó cho nhiều nguyên liệu liên quan đến siêu tướng lắm. Ví dụ mốc đầu tiên chắc không có nhỉ. Đây bắt đầu từ mốc này có 20 túi này. Sang mốc tiếp theo là 50 cộng thử xem bao nhiêu nhé. 20 cộng 50 này, 70 này. Thế rồi sang mốc tiếp theo về nữa là có 100 này.
Sang tiếp mốc bên này nữa là có ở đây là mốc này không cho à? Rồi không cho, tiếp tục sang tiếp mốc bên này. Nó cho 200 túi này. Vì nick này toàn lên những con tướng cho sẵn mà nên thì ra chưa dùng cái túi này thì coi như mốc cuối là bao nhiêu? Mốc cuối là không cho. Như vậy tổng là nó sẽ cho mình ở đây là 370 túi, thì mình chỉ quan tâm cái cờ thôi. 370 túi thì nhân với lại 3 lần thôi, một cái túi là 3 cờ. Nhân với 3 cờ. Như vậy là trung bình cái này nó cho mình 1110, gọi cho là 1100 nhé. Rồi giờ tiếp tục một tuần phản hồi nó cho mình bao nhiêu túi đây? Đây túi này mở chưa nhỉ? Ở bên ngoài chăng, không thấy trong kho. Để mình tính xem sơ sơ nick này có thể nhảy con siêu tướng là khủng khủng tí không nào. Đây mở hết rồi không? 1983. 1983 không biết có cộng dồn với quả nào không nhỉ? Ờ 1983 đây chắc là tính cả kia chứ. Chắc là 983 chăng, vì cái này 1000 mấy. Để kia cho mình kiểm tra lại cái trang chủ đi. Ở trang chủ ở đây một cái phản hồi, xem qua tí cái phản hồi của trang chủ sẽ cho bao nhiêu nhé. Cho nó chắc ăn đi. Thì lấy một tuần mình nhân lên nó chỉ có nhiều lên, chẳng mấy khi nó ít đi mà. Ví dụ như một tuần phản hồi hiện tại giờ đang cho vào cái cờ đầu tiên là nạp lễ bao cho mình 25 túi này. Tiếp tục là tính cái túi nguyên liệu nhé. Tiếp tục là sang tiếp cái mốc nạp hai mốc cuối, một mốc nó cho mình ở đây là 100, một mốc cho là 150, tức là 250. Như vậy tổng mình sẽ có 275 túi không? 275 túi mình nhân với 3, mình quan tâm cái cờ thôi. Được 825. 825. Mà từ giờ sự kiện đặc biệt thì chắc là sự kiện đặc biệt gần nhất là cái sinh nhật game thì chắc là không kịp đâu. Nhưng mà giờ thử nghĩ xa xa một tí xíu thôi nè. 825. Như vậy từ giờ sinh sự kiện tiếp theo là sự kiện nào nhỉ? Chắc là Noel nè. Ở đây từ từ tí để mình ngó lại chút xíu, cái này là lấy hết chưa này? Cái này là lấy. Như vậy lấy hết tất cả không? Nhưng mà tổng tài sản hiện tại đang có ở đây là 1983. Còn bây giờ tiếp tục mỗi tuần sẽ thêm được khoảng ít nhất là 825. Những tuần sự kiện đặc biệt nó còn tăng được nhiều nữa cơ. Mà đang tính trung bình là thế thôi. Thì bây giờ mình đang ở tháng 10. 24 tháng 10. Mình đang quay video ngày 24 tháng 10. Tháng 11, tháng 12 đấy có thể dính cái sinh nhật game. Nhưng mà 2 tháng đấy thì nó gọi cho khoảng tầm 8 tuần đi. 8864. 6.000 mấy. Cũng có tí hy vọng ấy nhỉ. 6.000 mấy chỗ này 9.000, gần 2.000. Khoảng tầm 8.000. Có nên tham vọng đây một tí không nhỉ? Mình cảm giác cũng nhiều đấy. Mà không biết có đủ không để mình xem qua lại tí nhá. Tự nhiên mình có chút tham vọng thì bây giờ sinh nhật game mình không nhớ chính xác rơi ngày nào, như là cuối tháng 11 thế sao ấy. Bây giờ sắp sang tháng 11 rồi đâu nhỉ. Thế mình chỉ có khoảng tầm 4 5 tuần nữa. Như vậy nếu mà chắc ăn nhất thì mình sang sự kiện sau. Như vậy là có thể là nhiều khả năng rồi Noel đúng không? Noel là bao nhiêu nhỉ? Ở cuối rồi đấy. Nghĩa là Noel chắc là gần nhất, chắc tầm Noel. Xem lại cái lịch một chút xíu nhé. Cái này đi căn lịch nữa cơ. Tháng 11 thì các ngày lễ thì chỉ có ngày 20 tháng 11 thì ngày đấy ngày nhà giáo Việt Nam thì không liên quan đến sự kiện đặc biệt rồi. Sang tiếp tháng 12 ta có ngày mùng từ tí ạ. Xem lịch ở đây nó có cái ngày mùng 1 nó có cái gì đấy. À nó chỉ là cái báo cáo ấy thôi. Ngày 24 là đêm Giáng sinh này. Như vậy nhiều khả năng sẽ là ngày 24 tháng 12 sẽ là cái đợt sự kiện. Có thể sẽ kéo dài trong 2 tuần, có thể trước là sau 24 một chút xíu. Như vậy thường sự kiện bắt đầu thứ năm thì có thể nhiều khi nó kéo dài từ khoảng tầm ngày nhiều khả năng sẽ kéo dài từ ngày 14. Thì 24 đây là tính khoảng tầm 27. 27, 27 kéo lên là 20. Rồi có thể khoảng tầm 13, 14 đấy. Nói chung là khoảng tầm tháng 12. Tức là như vậy mình còn bao nhiêu tuần nhỉ? Hiện tại bây giờ mình đang ở tuần cuối rồi thì gọi cho có một tuần này. Gọi cho có một tuần là hết tháng 10 này. Tháng 11 gọi cho là 3 tuần đi. À gọi cho là 4 tuần đi là 5 tuần. Tháng 12 gọi cho thử coi như hết nốt tháng 12 đi, năm với lại khoảng tầm 4 tuần nữa còn là 9 tuần. 9 tuần. Rồi cho mình có 9 tuần, mình chắc mình hướng đến Giáng sinh thôi. Chứ sinh nhật game mình nghĩ chắc không kịp. 9 tuần mỗi tuần là 825 mà. Đấy, 825 nhân với 9 thực ra nó sẽ được nhiều hơn nhá. Tại vì chắc chắn là sự kiện sinh nhật game cứ cho nhiều hơn, nó tính như trường hợp mà bình dân thôi, tức là tính trường hợp là nạp bình thường, không có biến động ấy. Thì ít nhất là mình sẽ có được khoảng tầm 7.425 cái cờ. 7.425 cái cờ cộng bây giờ có khoảng gần 2.000, cộng cái phát sinh ra đùm linh tinh ra nữa. Thì mình nghĩ là nó sẽ được khoảng tầm từ 9.500 cho đến 10.000 cờ đấy. Vậy cũng khá là nhiều đấy, có thể tham vọng một tí không nhỉ? Ví dụ mình thử ngắm vào Zolo xem có ngắm được không nhé. Ngắm thôi, không được thì thôi mà. Tại vì là nãy giờ xác định anh chơi con free trước ấy. Thế mà mình đang muốn xem nhảy cóc rồi siêu tướng không cho nó ngầu. Tại vì các bạn nó cũng đau đầu đấy, nó nhiều vấn đề lắm. Zoro ở đây cũng căng ấy nhỉ. Zoro con tạp đấy chỉ là vấn đề câu chuyện cái lệnh triệu tập Zoro thôi.
Cái lệnh triệu tập thì bây giờ mình nghĩ là không khó rồi. Còn cái câu chuyện là 9.000 xu à. 9.000 xu hiện tại nếu mà mình muốn lên Zoro mình chấp nhận phải bỏ lên xong con quy phải dừng ngay để đổi sang xu. Thì xu hiện tại nó có bao nhiêu nhỉ? Xu hiện tại game đang cho mình ở đây là đâu nhỉ? Xu đâu hết rồi nhỉ? Hay là trong kho chứ? Không có à? Hay dùng hết xu rồi? Dùng hết xu là cũng vỡ mặt đấy nhỉ? Tại vì ngày xưa ở đây còn 1.400. Ở đây có 1.400 xu. Mấy cái túi này nếu mà đổi hết ra xu được bao nhiêu nhỉ? Giờ được 350 xu này. Cộng tiếp túi bên này nếu đổi hết ra được 250 xu. Cộng tiếp túi bên này đổi hết ra được 200 xu. Túi bên này đổi tiếp ra nữa là được 150 xu. Túi bên này tiếp tục đổi tiếp túi phía dưới ở đây nó sẽ được thêm khoảng tầm 100 xu nữa. Là được 1.000, 1.050 cộng tí lấy bao phản hồi tứ tinh tinh đúng không? Nhưng mà tôi thì gọi cho 1.000 xu. Như vậy mình có khoảng tầm 9 tuần, có khoảng tầm 9.000 xu. Vậy như vậy cái xu đấy Zoro không khó. Thế mình đang định nghĩa thử một con siêu tướng mới nhất. Và tất nhiên lúc đấy chưa chắc mình đã lấy Zoro đâu. Mình đang tính thử xem có cơ hội lấy được không thôi mà. Thì đầu thì như vậy là cái chỗ xu để lấy Zoro là không khó này. Đúng không? Thì Zoro chỉ cần khoảng tầm 8.000 thì sao ấy. Zoro ở đây bao nhiêu nhỉ? Nhiều quá, ấn nó khó quá. Chỉ đến chỗ đồng đội. Đây Zoro chỉ còn tầm 9.000. Như vậy nếu mà giả sử tích cóp thứ linh tinh mà không tiêu hoang ấy, thì như vậy cái việc ấy 9.000 xu là mình nghĩ là không khó. Thế rồi cái lệnh triệu tập Zoro là mình nghĩ là cũng không khó. Vì cái cờ cái khó nhất thì mình thấy ok rồi, đúng không? Tại vì nick này là server mới. Nếu mà giả sử may mắn mà được một cái bản nick này, sợ nick này nữa không có nick nào đi cùng thì server đang chia rẽ. Nếu server hợp nhất từ một mối để đi được hoạt động thì ngon hơn. Tại bây giờ mình sợ server chia rẽ, mình sợ tới hoạt động thì hơi yếu. Bây giờ tiếp tục với cái thanh kiếm này. Bây giờ xem cái thanh kiếm su xui này. Thanh kiếm su xui này nó đổi chỗ nào nhỉ? Mình trước mình đổi như ở trong shop. Thì shop Wano. Mình quay về shop Wano nhé. Đây bây giờ mình đang tạm thời coi như không có Oden nhé. Tại bây giờ mình chả biết Oden nó có lấy được kịp sớm hay không ấy. Thì đang nhắm tí con Zoro xem có lên được không. Mình xem bên này nữa, tức là bây giờ mình sẽ tính là điểm Wano không hề mất đi, vẫn đang còn nguyên điểm Wano. Thì mình tính là con Oden là 600k điểm vô tư không? Thì mà cái kia con này chắc là đắt hơn tí. Con này là 10.000 điểm một mảnh à. 10.000 điểm một mảnh thì hơi cao nhỉ. Nhưng mà vẫn có thể lên được. Bây giờ tức là mình đang tính ở đấy là tính từ giờ ta là cuối tháng 10, sang tháng 11, tháng 12 thì mình tính là hơn khoảng tầm hơn 2 tháng. Nên tính sang hơn 2 tháng lên nổi con Zoro không ấy mà. Thì giờ ví dụ cái này nó cần ở đây thì 10.000 điểm tức là khoảng tầm 1 triệu nhỉ, khoảng tầm 1 triệu điểm. 1 triệu điểm Wano, bây giờ tính lại tí xíu chỗ này nhé. Mình đã quên mất rồi. 18 x 200. Thực tế sẽ nhiều hơn, mình luôn nhấn mạnh các bạn như vậy. Đang tính trường hợp xấu thôi. Tại vì là sinh nhật game mà nạp nhiều vào sẽ lợi hơn rất nhiều. Thế qua bây giờ thì tại chưa ra sinh nhật game nên chưa cần tính toán vội cái đấy vì không biết tương lai như nào. Một tuần là 78.600 không? Mình nhân như vậy thì như vậy đang tính là khoảng tầm 9 tuần thì thử xem tầm 9 tuần được bao nhiêu. 9 tuần là 700 bao nhiêu rồi. Như vậy thì 78.600 bây giờ lấy luôn 1 triệu chia đi. 78.600 đúng không? 1 triệu chia cho 78.600 này là được 12,7, tức gọi cho khoảng tầm 13 tuần. 13 tuần tức khoảng tầm 3 tháng. Mình nghĩ là 3 tháng lên con siêu tướng mới nhất thì cũng là ok đấy. Tất nhiên lúc đấy có thể ra con siêu tướng mới hơn rồi, nhưng mà tính 3 tháng. Như vậy tiếp tục là cái chỗ tức là nếu bây giờ mình đặt mục tiêu là 3 tháng ấy thì mình sẽ giải quyết được hai vấn đề. Đầu vấn đề đầu tiên của con Zoro nó là cái vấn đề lệnh triệu tập là xong này. Vấn đề thứ hai là cái su là xong này. Vấn đề thứ ba là thanh kiếm là xong này, là giải quyết xong cái thanh này rồi. Tiếp tục bây giờ xem tiếp cái vấn đề còn lại nhé. Vấn đề còn lại ở đây là tiếp tục ở chỗ nào nhỉ? Đây hộp tướng à? À không, từ từ. Phải lấy cái hộp tướng mới có lệnh triệu tập à? Cũng mệt nhỉ? Nãy mình nhìn nhờ mình nhìn mỗi bên này, không mình chưa nhìn bên này. Là cái này bây giờ khó cái ba con dấu chính phủ này. Tức là nói chung là nếu có nhiều tiền thì có thể dịp lên được thôi, dấu bây giờ nó cho đổi trong sự kiện đặc biệt mà. Nhưng mà cái giờ bây giờ nó tiết kiệm ấy, là tính sao là rẻ nhất ấy. Để ước lượng xem nó mất bao nhiêu. Tại mình đang nhắm cho nick nó lên thẳng con siêu tướng mới nhất luôn. Tại trong server nó trội rồi, nghĩ việc nhảy thẳng. Với tình hình là sẽ nạp mắc tất cả, có thể còn nạp vượt không thì mình chưa biết nhá. Rồi mình nói chung mình nghĩ là cái nguyên liệu này vẫn đủ. Nguyên liệu lấy lệnh vẫn đủ đúng không? Có 8.000 thôi mà. Bây giờ có dọc cái con dấu. Bây giờ mình xem lại tí cái sự kiện gần nhất đây, sự kiện đặc biệt gần nhất đây sẽ bao nhiêu một con dấu nữa. Ở đây thì trong cái túi mảnh con dấu chính phủ thì ở trong cái túi 7 hộp
nó cho phép bạn chọn được là 10 mảnh con dấu chính phủ. Còn không biết có chọn là nhiều hơn chỗ khác không nhỉ? Tạm thời cứ coi như là cái hộp 7 nhé. Hộp 7 là 10, hộp nào cao hơn không cứ để mình nhìn chưa kỹ. Nếu mà hộp 7 là 10, mình cứ tính trung bình một sự kiện là khoảng tầm 1000 lực. 1000 lực cho một hộp đi, cứ tính trung bình đấy cho tròn nhé. Như vậy là 7. Bây giờ mình cần đây tận 3 con dấu. Bây giờ hiện tại mình không thể lên được con tướng nào đúng không? Mình không thể lên con tướng nào, như vậy bắt buộc là mình phải lên nhanh nhanh một chút xíu rồi. Nếu muốn lên thẳng Zoro luôn mà bỏ qua tất cả con tướng khác ấy, thì như vậy mình sẽ phải lên 3 con dấu độc lập. 3 dấu độc lập thì server mới đấu trường pet là vứt đi rồi. Đấu trường pet là mình không kỳ vọng đúng không? Như vậy mình sẽ cần khoảng tầm 300. 300 mà chia cho một hộp chỉ có 10 không? 300 mà chia cho một hộp có 10. Tức là mình sẽ cần 30 hộp. 30 hộp. À đâu? Đúng rồi, 30 hộp, mỗi hộp được 10. 30 hộp tức là ứng với 30 hộp, mỗi hộp là khoảng tầm 1000 lực. 1000 lực. Mất 30.000 lực. Nghĩ 30.000 lực rồi con số có thể chấp nhận được, nhưng bây giờ cái khó cái là mình phải lấy cả vật phẩm đặc biệt của Zoro nữa nhỉ. Phải sợ vẫn chưa đủ đâu. Phải sợ lực không đủ, sợ nạp chay nhiều tốn của chủ nick ấy. Đó, tại vì nếu bây giờ mình nạp chay nhiều thì hơi tốn. Tại sẽ có một cái vật phẩm, ví dụ như cái kiếm của Zoro, có cái kiếm Zoro ở cái mốc cuối không? Cái mảnh thanh kiếm Wado Ichimoji ấy. Thế đấy, nguyên cái mảnh đấy nó mất khoảng tầm trung bình là mất khoảng 2 hộp rồi. 2 hộp tức là mất khoảng tầm 70 hộp. 70 hộp thì liệu có đủ lực không nhỉ? Mình đang sợ không đủ lực ý chứ. Thế mình tính bây giờ sơ sơ là mình sẽ tích lực, vẫn sẽ tiêu lực hàng ngày nhưng mà sẽ tích cái lực bánh mì lại. Hiện tại nick được bao nhiêu bánh mì rồi? 530, nếu giả sử giờ dừng không tiêu nữa chỉ có 530 lực đúng không? 530 mỗi ngày mua được bao nhiêu được cái 500 lực đúng không? Tất nhiên có thể nó bán mì nước vàng thứ thêm nhé, nhưng mà hiện tại giờ chỉ bán được 500 lực. Giờ cứ tính sơ sơ tất cả đi. Ví dụ bây giờ sẽ tổng là sẽ cần là 30 hộp đúng không? Cộng với 2 cái hộp 35 nữa là 70, nhưng mà tổng sẽ cần 100 hộp. 100 hộp là mình nghĩ là sẽ đủ lên con Zoro nhảy cấp đấy. Tại những cái nguyên liệu kia mình tính là đủ hết rồi không? Tính trường hợp là nạp mắc các thứ bình thường nhé. Như vậy còn khoảng tầm 100 hộp. 100 hộp tức là khoảng tầm 100.000 lực. 100.000 lực bây giờ xem liệu có từ giờ đến đấy nếu mà tích thì được bao nhiêu lực này. Chúng ta sẽ có tổng cộng ở đây là bao nhiêu ngày nhỉ? Mình coi như là hết tháng 12 đi, là có 30 ngày đi. Bây giờ còn như khoảng tầm bây giờ đang 24, cho khoảng 6-7 ngày đấy. Nói chung là mình cứ gọi cho làm tròn là 35 ngày nhé. Lấy khoảng tầm 35 ngày đi. Đúng không nhỉ? À không, mình 2 tháng thôi mà. 2 tháng thì gọi cho là 60 ngày chứ. 60 ngày với lại cho là 65 ngày nhé. 65 ngày, mỗi ngày cứ cho coi như chỉ lấy được có 500 bánh mì đi. Tại phải tiêu lực hàng ngày nữa mà. Tất nhiên không tính cái lực hồi nhé. Thì mình chỉ được có 32.000 lực thôi. 32.000 lực thì vẫn hơi căng nhỉ. Tức là mình chỉ có đủ lực để lấy cái mảnh con dấu thôi. Như vậy tận 70 hộp mà mua chay thì chết dở. Thực ra là khi nạp thẻ nó sẽ đỡ cho mình khoảng tầm 10 hộp. Khoảng tầm 10 hộp. Đúng không nhỉ? Thường là 2 mốc cuối. Mốc cuối là 2 hộp thì xem luôn cái tuần trước cho đỡ. Đợt trước nó đỡ cho mình mấy hộp này. Cái phản hồi đợt trước nó sẽ giảm cho mình bớt. Để mình xem qua tí sẽ nó giảm bao nhiêu nhé. Nó sẽ cho mình ở đây là 2 hộp xịn ở cuối này. Mốc tiếp theo nó sẽ cho mình là một cái key. Mốc trước nữa sẽ cho mình thêm một cái key tiếp. Và cho mình khoảng tầm 4 hộp. Với các vật phẩm linh tinh gọi cho là 5 hộp. 5 hộp với cái lễ 3 một hộp nữa là 6 hộp. Vậy cho mình khoảng tầm 12 hộp miễn phí. Với gọi cho khoảng tầm trung bình 12. Thì coi như cái lực mình tích là sẽ coi như đủ cái con dấu nhé. Thì được khoảng tầm 12 hộp. 12 hộp miễn phí như vậy thì vẫn còn áp lực rất lớn nhỉ. Tại vì mình đang cần thêm 70 hộp trừ đi 12 là mình còn thêm tận 58 hộp đấy. 58 hộp nữa. Như vậy thì nghe chừng là lấy con Zoro sớm thì đòi hỏi anh chủ đích cũng phải nạp vượt nhiều đấy. Mình thấy là cũng lên thì có thể lên được. Tại bây giờ nó thật là hộp mua chay cái nạp vàng mà nó có. Nếu anh chủ đích chịu chơi một nạp nhiều cái đợt sinh nhật game ấy, thì có thể tiết kiệm được lượng vàng tương đối nhiều. Thì mình để lấy mình mua hộp. Nói thật là 58 hộp đấy. Hình như trước là 275k vàng một hộp hay sao nhỉ. Mình thử lấy 58 hộp nhân với 275 nhé. Nó ra tận được sấp xỉ 16 triệu vàng rồi. 16 triệu vàng x2 đi. 16 triệu vàng x2 lên đi. Nó rơi khoảng tầm 32 triệu. Tất nhiên là giảm ra gọi rằng khoảng tầm 30 triệu. Để còn chiết khấu thứ linh tinh mà thực ra nó ít nữa. 30 triệu. Tức là bên cạnh cái việc mà nạp hàng tuần hàng đều đặn thì phải nạp thêm 30 triệu nữa vào. Thì cái này mình không biết là tinh thần có chiến không. Cái này thì không biết được. Đấy là mình đang tính sơ sơ cho anh chủ đích hình dung lấy con tướng nhé. Nếu muốn nhảy cóc nhé. Còn trên thực tế mình lấy từ từ vẫn rất là mạnh nhé. Vì server này mình thấy hiện tại là chưa có mối nguy hiểm. Mình không biết được là các bạn top 2, top 3 thứ tinh tinh người ta có nạp nhiều hay không. Nhưng còn tạm thời điểm này ấy, là mình thấy cái mối nguy hiểm hiện tại là không có.
nên mình chỉ tính tạm trước cho tương lai để hình dung cái sự tốn kém, sự lằng nhằng của nó thôi. Còn nếu mà bình thường mình chỉ cần đơn giản rằng mình cứ lên con Queen thì nó mạnh lắm rồi, mình lên được con Marco rồi đúng không, Boa rồi đúng không, lên thêm Domingo, nói chung là đã quá là mạnh so với một server mới rồi. Nhưng mà nếu thích chơi trội thì có lẽ là chơi kiểu đấy. Đấy là mình đang nói gợi ý vậy thôi nhé. Còn tại vì thực tế bạn có thể lên con tướng rẻ hơn như là Yamato, như là con Uta, thứ tinh tinh không, mình có thể giảm bớt tiêu chí xuống được. Nhưng mình đang tính thử. Còn bây giờ thực ra mình rất là muốn lên con Oden, tại vì thấy là nhà phát hành cho sẵn cái lệnh triệu tập rồi. Nhưng cái khó cái bây giờ nhà phát hành nó đang làm khó mình cái chỗ là mình không hề hình dung được xem là bây giờ lấy nốt cái mảnh cái kiếm ở đâu. Tại đợt này phản hồi lại không cho, thế mới khó chứ. Chứ còn nếu mà bây giờ bắt anh đánh đấu trí cũng khó, bởi vì đầu tiên là đánh đấu trí là chưa chắc đã thắng. Cái thứ hai là mình đang có khách top 1 rồi, bây giờ chả lẽ mày bắt nhường. Thực ra nhường thì thực ra mình nghĩ là thương lượng thì vẫn thương lượng được thôi, nhưng mà nhường chắc gì đã thắng. Ví dụ bây giờ anh, ví dụ mình bỏ anh thích gái đẹp nhường cho anh này lên top 1, nhưng mà bây giờ anh này nếu mình đánh cái đấy tạch phát không được top 1 thì sao, đúng không? Nó nhiều vấn đề lắm, nó hơi đau đầu tí chỗ Oden. Còn nếu đợt tới sinh nhật game nó cho cái mảnh Oden này vào ấy, cái mảnh kiếm vào ấy thì rất là đơn giản. Nhưng mà hiện tại vì mình chưa đến sinh nhật game mình không biết trước, không biết trước được. Nên ra là hiện tại có hai đội hình nhá, tức là bây giờ mình cho vừa tính qua qua một chút xíu, cái tính này thực tế nó sẽ có thể nó sẽ rẻ hơn đấy, chẳng qua mình đang tính kiểu hơi trội trội tí xíu thôi. Tức là như vậy là mình tính là như vậy, là như vậy anh ấy nạp trong khoảng tầm 2 tháng rưỡi, mỗi tuần sẽ nạp là khoảng tầm có tầm 9 tuần thôi, mỗi tuần nạp khoảng tầm 3 triệu. 39 là khoảng tầm 27, thực ra cái tuần sinh nhật game sẽ nạp khoảng tầm 10 triệu. Nhưng mà thực ra người ta tính nhẹ nhẹ mình gọi cho là 30 triệu. Với thêm cái đợt sự kiện nữa 30 triệu nữa là gọi cho khoảng tầm 60 triệu. Nên nếu mà giả sử đầu tư khoảng tầm 60 triệu thì mình nghĩ là lên con Zoro cũng được. Thì Zoro đang khá là mạnh trong meta mà. Thì có Zoro ở server mới thì ngầu lắm. Chỉ sợ mạnh quá không ai chơi cùng thôi. Đấy thì sợ sợ vậy thôi. Thì là khoảng tầm 60 củ nhé. Còn nếu mà chơi tiết kiệm ấy thì cứ tươi nhúc nhắc theo kiểu nạp bình thường ấy, tức là khoảng tầm cứ mỗi tuần 3 triệu đều ấy, mà không nạp vượt quá nhiều ấy, thì mình cứ chơi tạm Marco, chơi tạm con Boa đi, tới mình lấy thêm con Queen nữa về đúng không, sau mình lên con Domingo nữa, như vậy là mình sẽ có đội hình là 5 tướng chơi tạm. Còn chỗ con Oden thì mình đang phải chờ xem sự kiện tới đây nó ra kiểu gì ấy. Nên là ra định hướng tướng thì đang định hướng kiểu đấy nhá, tức là có hai kiểu chọn, một là kiểu cứ nạp mắc đều và không nạp vượt đúng không, còn kiểu kia dành cho người chịu chơi là có thể nạp vượt. Mà nếu nạp vượt thì nên nạp vào đợt sinh nhật game, thì là sinh nhật game sẽ có cái sự kiện Grand Tesoro ấy. Nhưng mà tuy nhiên là đợt đấy mình có một số anh tốt cũng sẽ chơi sự kiện đó, nên nếu giả sử anh muốn chơi nên có sự trao đổi qua một chút xíu để làm sao ta tránh trường hợp đồng minh đánh dẫn nhau, thì nhiều khi đua tiền nó đau đầu lắm. Nên thành ra vậy. Còn thực ra mình thì mình nghĩ là nếu mà server thì nó không nặng quá ấy, cứ chơi nhẹ nhàng nó cũng không cần thiết phải lên siêu tướng sớm đâu. Còn mình tính thử là có thể lên siêu tướng sớm được không thì hoàn toàn có thể lên được nhé, nhưng mà trọng tốn nhiều tiền, mình thấy là tốn nó không cần thiết lắm. Trừ khi server ai làm anh cay cú thì anh lên kiểu đấy cũng được, chứ còn mình nghĩ là nhiều tiền cũng không cần thiết phải lên sớm như vậy đâu. Tính qua thì cho biết thôi. Đấy thì tạm thời mình đang nghĩ việc là chơi tạm Queen. Nhưng mà tuy nhiên cái đội hình khi bạn chơi là Queen Marco Boa ấy, kết hợp với con Domingo main ấy, nó bị cái dở quá nhiều ma công nhá. Mà thường đội hình mình muốn là có tí tuyệt chiêu thì con Domingo nó không xứng đáng là một con đam chính tuyệt chiêu. Chẳng qua hiện tại cái định hướng hiện tại mà Oden lại không lấy được ấy, thì tạm thời cho con Domingo là đam chính tuyệt chiêu. Nhưng mà thực ra về kiểu chơi mình không thích kiểu đấy. Chẳng qua vì anh lỡ lên con Boa rồi nên thành ra là mình đang phải hướng theo cái hướng là ba con ma công, một con tuyệt chiêu, một con vật công. Chứ còn thực ra trong thâm tâm mình thích là kiểu hai tuyệt chiêu, hai ma công, một vật công, hoặc là ba tuyệt chiêu, một ma công, một vật công có vẻ hay hơn. Thường mình hay chơi kiểu đấy hơn. Nhưng vì hiện tại giờ như thế nên chấp nhận vậy. Thế còn bây giờ mình nên tính cho trường hợp một con tướng Sura không nhỉ? Mình nghĩ là tướng Sura nếu mà lên con S2 còn rẻ nữa. Ví dụ như giờ nãy mình tính là siêu tướng là Zoro, bây giờ mình giả sử mình tính con Law đi. Mình thử tính xem đến đích này lên con Law có lên được không nhé. Lên con Law ở đây hiện tại mình nghĩ là cũng sẽ lên được thôi. Vì ở đây là nó sẽ cần vật phẩm trong này, đầu tiên là nick này có bao nhiêu nhỉ? Nick này có bao nhiêu phiến rồi ta? Không biết đã dùng phiến chưa nhỉ? Chắc là chưa đâu. Có 11 phiến này. Nếu mà cứ xả lực đều cứ tinh tinh thì mình cứ tính gọi cho khoảng tầm 30k lực thì cứ tính ra khoảng tầm 10 phiến đi. Khoảng tầm 21 phiến. 21 phiến mà một phát đổi đây bao nhiêu nhỉ? Trung tâm đổi quà rồi. Đây cái này 3 phiến nó gọi cho là 7 7 2 14, là được 14 mảnh con lo này. 14 mảnh con lo thì mình đang tính nếu giả sử sự kiện sinh nhật game tới thì hoặc là Noel tới là 14 mảnh con lo. Còn lại vào điểm Wano, lúc đấy thì Wano lại không thể dùng đổi con không dùng đổi Zoro, cũng chả dùng đổi con không dùng đổi Zoro mà cũng chả dùng đổi cái gì nhỉ? Cũng không dùng đổi Oden đúng không? Thì như vậy thì điểm rất là nhiều, thế đấy mình lại đổi cái khác. Mình đổi sang con lo bao nhiêu mảnh nhỉ? Bao nhiêu mảnh nhỉ? Có 7.500 mà cũng thì còn rẻ hơn rồi, nãy tính Zoro còn đủ cơ mà. Như vậy thì con này coi như ok xong cái lệnh nhé, cũng chả còn con không cần quan tâm phiến nhiều không? Phiến càng nhiều thì càng đỡ tốn Wano thôi. Để cái lệnh này xong bây giờ sẽ tiếp cái điểm chiêu mộ.
Cái điểm chiêu mộ đây hiện tại thì một tuần, ví dụ tuần này không biết cho bao nhiêu điểm chiêu mộ, mình xem lại tí cái sự kiện ấy. Nó đảo nó ăn nhau theo cái phản hồi cơ. Ví dụ phản hồi đợt này điểm chiêu mộ xem mấy mốc cuối cho gì à? Cái cờ ở đây là đang từ từ mình đây đây tuần này đang cho là huy chương Wano này, dương nguyên liệu linh tinh không liên quan này. Không biết cái chỗ điểm chiêu mộ chỗ nào nhỉ? Nó đang cho chiến công với công huân lại không cho chiêu mộ. Như tuần này ở đây hiện tại mình như mình không thấy chiêu mộ, hay mình nhìn sót nhỉ? Tuần này có vẻ là không cho, nhưng mà cho rất nhiều chiến công công huân, mà như con lo lại thiên về chiến công không? Con lo lại thiên về chiến công. Ở đây cái đấu trường Colosseum đây chưa có, cái server này mới mở nhé. Rồi sau nó mở sẽ có. Thì nói chung hiện tại nó sẽ cho mình rất nhiều điểm. Như tuần này nó cho ở đây là mình tính mỗi chiến công là 30 túi, mỗi túi 1.000 là được cho 30k này. Với cái mốc dưới nữa cho thêm khoảng tầm 15k, đó gọi là 45k một tuần. 45k một tuần. Ví dụ mình tính đến Noel nhé, 45k một tuần nhé, Noel là bao nhiêu nhỉ? Noel ở đây hiện tại là 45k này. Nhân với Noel hiện tại là nó sẽ cách là mình sẽ là khoảng tầm 9 tuần, mình đang tính khoảng tầm 9 tuần thôi. Có thể tính nhầm nhé, cái này tính vui vui tí thôi, cho biết qua thôi. Là được 405.000 thôi. 405.000 xem giờ chia cho một mảnh, check cái nick server cũ đó. Giờ xem một cái mảnh nữa là bao nhiêu. Một cái mảnh của cái trái ác quỷ con lo sẽ là khoảng tầm 6.000. Tức là 450.000 à 405. 405.000 chia cho một mảnh là 6.000. Là mình đã được 67 mảnh rồi. Còn cái điểm chiêu mộ, điểm chiêu mộ hiện tại đây nó hơi hơi khó cân đối một tí xíu vì cũng đang không biết là một tuần cho bao nhiêu, thì hiện tại thấy cũng hên xui. Nhưng mà nghĩ là 67 rồi thì chắc nó đủ điểm chiêu mộ ấy mà. Ví dụ tuần này nhé, tuần này chả biết là có cái gì không. Tuần này tại đây mình đang có sẵn là khoảng tầm 200, gọi cho là gần 30k điểm chiêu mộ không? Mà cái bên này có cái gì? Đây bên này có trái OP là 7.000 đúng không? 3721, 4728 rồi cho được khoảng 4. Gần như bây giờ một tuần được 4 ấy. Thì giờ 9 tuần 4936. Ô xì đủ mà. Đấy, nói chung là thích lên con lo cũng lên được. Nói chung là câu chuyện đây thì câu chuyện vẫn là câu chuyện tiền thôi. Mình định hướng mình lên cái gì thôi. Chứ còn thực ra bây giờ thì mình lên tướng S2 cũng được, mình lên tướng siêu tướng cũng được, mình lên tướng bình dân cũng được. Nhưng quan trọng điều gì chỉ lên được một con. Nói chung từ giờ đến Noel chỉ lên được một con thôi. Để mình cứ cho một số cái gợi ý vậy, xem anh chủ đích anh thích chơi theo hướng nào. Anh thích chơi kiểu lên siêu tướng mới nhất là Zoro, hay anh chỉ thích chơi con siêu tướng mà không phải mới nhất để nó nhanh hơn chút xíu đúng không? Hay là anh thích chơi con tướng S2 mới nhất, hay là anh thích chơi bình dân hơn bình bình thường ấy. Tại vì thực ra bây giờ server mới gần như là mình nghĩ là không có đối thủ nên này ra là không vấn đề gì lắm. Còn nếu giả sử người ta mạnh lên, người ta phải xem đối thủ chơi con gì, nó tính toán thêm đúng không? Chứ hiện tại giờ server đánh rất là trội như này thì chả có gì tính toán cả, vì đằng nào mình chả mạnh hơn rồi. Thực ra bây giờ mình nói thật chứ, bây giờ mình đánh thử bạn top 2, mình thấy một điều là hai bạn xem cấp nhau mà top 2 người ta còn chưa lên được nổi con Marco Sura ấy, thì tức là sao, tức là ao trình hoàn toàn, thì cần gì phải lên tướng để nguyên hai con này đánh cũng đã mạnh rồi đúng không? Chẳng qua câu chuyện đây đang nói cái gì, vì hiện tại là mình cũng đang làm cái video để cho các anh ấy xem các định hướng của mình thôi, để xem tình hình nào thôi. Còn thực ra cái định hướng con Oden là con khó nhất, vì mình chờ, mình rất muốn tối ưu cho anh cái con Oden nhưng rất tiếc không được. Còn chắc chắn là định hướng dễ nhất là pet thì lấy con Onimaru vệ hồ nhé, còn con sẽ dùng Karak Nguyệt Sư, tại vì đang định hướng anh lấy tướng trước rồi nâng cấp pet sau, nên thành ra chắc chắn là anh tận dụng luôn hai con pet nạp thẻ là tiết kiệm nhất. Ví dụ xem trong này anh xem xử lý con Onimaru chưa. Đây Onimaru đang trang bị rồi, nhưng mà tuy nhiên mình thấy một điều là cũng chưa tẩy hết nha. Cái này chăm chỉ nuôi cá cho mình lại cho ăn rồi, có 60 con đúng không? Cái này cứ chăm chỉ nuôi cá ở đây xem nuôi rồi. Đúng rồi, nuôi rồi, ok, tức là biết nuôi cá cũng gấp đôi rồi, ok, cái này biết chơi rồi, ok, kệ đi, này, lĩnh đi. Đấy là cái nuôi chăm chỉ, giai đoạn đầu bạn nên tập trung nuôi cho mình cá vòi voi trước. Tại cá vòi voi để bạn tiến hóa con pet bạn đến trước. Còn về sau khi bạn tiến hóa được nhiều rồi, bắt đầu chuyển sang nuôi cá mập nhiều, đấy, kiểu kiểu vậy. Như vậy Onimaru dùng rồi nhé, nhưng mà chưa tẩy mắc được. Không biết có đan tẩy không thì tẩy lên, còn nếu không có đan thì cứ từ từ. Tại vì mình nghĩ là nếu dồn cho tướng thì chắc không có điều kiện lên được pet sớm đâu. Để dồn tướng trước mà. Ở đây có 51 viên đan này mà thôi, thì xem anh định chốt con này không, hay còn tham vọng lên con tiếp. Ở đây thì mình thấy thế này là pet này thôi để vậy cũng được. Và nếu mà chốt rồi thì nên tẩy cho mắc. Nếu là sử chốt dùng con này lâu dài để tẩy mắc. Tại vì mình có xem người ta định chi tiền như thế nào nữa. Đúng không? Vì tại đây nói tư vấn vậy thôi chứ còn quyết định là do chủ nick nữa. Để đăng xong video người ta trao đổi thêm xem mình tình hình, xem là người ta định chơi kiểu gì. Đấy. Nếu người ta định chịu chơi lên con pet cao hơn nữa thì hoàn toàn thể lên được. Tại vì nói thật là sự kiện sinh nhật nó có nhiều sự lựa chọn pet cao hơn mà. Còn nếu chốt con pet này luôn ấy, thì dùng nốt đan tẩy cho nó mắc thôi. Đúng không? Còn pet phụ thì tại dùng tại con gì nhỉ? Pet phù ở đây hiện tại đang dùng tạm Rebecca cũng tạm chấp nhận được. Nhưng mà Rebecca thì lại không khuyến khích các bạn tẩy sớm.
tại vì mình thấy là nạp mắc thế được thêm cái con cà rốt quyền sư thì thôi dùng tạm vậy, tí nữa sang cà rốt quyền sư tẩy sau nó đẹp hơn đúng không? Rồi Rebecca giờ trang bị tạm cái lúc chưa có cà rốt thôi, còn nạp thêm vài tuần nữa là có cà rốt quyền sư rồi thì chờ cà rốt quyền sư về cho mình tẩy luôn cà rốt quyền sư cho nó ngon, cho nó mất một công làm luôn cho xong. Còn tất nhiên là pet cao hơn cà rốt quyền sư cũng có đầy, nhưng quan trọng điều là lấy nó tốn thì có lẽ không cần vội lắm. Tiếp tục là mình sang tí mình thấy là có cái đặc điểm chung của hai nick server này, mình vào là chả có nick nào có tinh linh cả. Thì nhưng mà nick này có khá hơn chút xíu và nạp nhiều chắc chắn cho mình một con Mastery đúng không? Nạp nhiều chắc chắn có Mastery rồi nên là cũng không lo lắm. Còn nếu mà có tinh linh thì hay hơn, nhưng mà ở đây xem điểm này nó chỉ được có khoảng tầm 2000 mấy chắc chưa đủ đâu, cái này 20k cơ. Mình xem có chỗ nào có đổi rẻ hơn không, hình như đợt này nó không cho trong cái quà nó không cho tinh linh. Đây không cho không? Này chỉ cho toàn cho tướng thôi, không cho tinh linh. Thành ra mình vào đánh quay thì chả thấy nick nào có tinh linh cả. Rồi sao nạp đủ mốc này có con tinh linh đầu tiên cũng được. Nhưng mà con Mastery này không, hình như mình nhớ không nhầm, Mastery không rơi ra quả trí thức. Thì mình kiểm tra lại cái nick server cũ của mình xem con Mastery rơi ra cái gì nhé. Ở đây con Mastery cái phần thưởng ấy nó sẽ rơi ra ở đây là có trá quỷ này, nhưng mà còn trá quỷ random 7-8 sao thôi. Tiếp tục là phía dưới có quả trí thức không nào? Có vẻ không có rồi. Nếu có bất lợi của người giàu cái là không có quả trí thức trong con Mastery ấy, tức là giả sử nếu mà cầu tinh linh rơi ra thì đầu tiên có tinh linh phải có xác suất rơi được quả trí thức ấy, thì rất tiếc con Mastery thì không rơi được. Nhưng mà tất nhiên nó con đấy nó ngon hơn con khác, mấy con rơi được quả trí thức thường nó cùi lắm, nhưng mà tuy nhiên lại rơi được quả trí thức sớm nên thành ra cái này sẽ hơi khó, còn Mastery sẽ lại không rơi được. Mình xem có cái shop nào đổi không, có điểm nó ít quá thì hơi khó nhỉ. Đầu tiên về shop chiến cuối chắc là nhẹ nhất. Chiến cuối ở đây chỗ đổi cũng 100k điểm mà. Đó, thứ nhất chiến cuối là ngon nhất này. Tại vì thấy một điều để đổ con ly. Con này thấy thật con này nó cùi nhưng mà có quả tri thức. Tức là mình định chơi nhây lấy quả tri thức ấy. Chứ còn thực ra mình không đánh giá cao con này. Mình bảo, tức là cái shop này nó bình thường thì mình định đổi. Mình định bảo anh chủ đích là gom điểm và đổi cái này, lấy quả tri thức về hên xui. Tất nhiên là không biết là nó nhả ra quả tri thức cả. Mình định chơi kiểu nhây ấy. Không thì mình nhớ mang mãi như cái con đấy có rơi được. Ở đây ví dụ mình kiểm tra chỗ bản vẽ tinh linh xem có rơi cái quà không có cập nhật quà, mình nhớ mang mãi những con đấy rơi quả trí thức, mấy con đời cũ hay rơi quả trí thức lắm. Nhờ bây giờ mình xem con nick này có quả trí thức nào chưa nè. Tại anh chủ đích nó nói vấn đề câu chuyện anh xem video mình thấy mình bảo bạn kia có mua cái dial ấy, nhưng rất tiếc hiện tại cũng không biết ai bán, cũng không dám cam kết ai an toàn ấy. Thành ra nhưng mà có trọng vì nick anh nạp nhiều tiền nên mình nghĩ có nhiều sự lựa chọn là nhanh hơn ấy, mình không áp lực nhiều. Đầu tiên mình vào xem cái vực sâu có xác suất rơi quả trí thức không đã. Tại vì cái này thực ra vấn đề chỉ là câu chuyện thời gian thôi, nhưng mình nghĩ không có gì vội. Ví dụ cửa 140 nhé. Rơi những quả gì đây? Cái này thì lại không rơi quả tri thức nhỉ? Nó lại chỉ rơi ra mấy quả này. Mình thử sang cái 145 có khá không nào? Không được rồi. Không có đúng không? Tuần này thấy trong thấy cái shop huyền bí tuần này mình đang thấy chút ở cái đây nó lại bán là túi miễn dịch, nó lại chưa bán cái túi random. Quả chi thức thì túi 6 sao mà kiểu ghi là trái quỷ 6 sao có giam đùm ra được. Còn đây là túi này túi miễn dịch thì không dính được. Vì trái này trái ác quỷ tăng nộ nên không có. Để xem qua xem anh có sẵn được quả nào không này. Vì đua tốt như thế hay có, không biết có không. Éo quá thật à. Có vẻ không có nhỉ. Nhìn lại vắp nữa nhá. Đầu tiên là Domingo này, Marco này, Shirahoshi, Wa này, Men nhưng không có rồi. Ở VV ấy, xem con VV này. Cười không có nhỉ. Quả tri thức thì có thể thông qua cây ác ma có thể kiếm được, nếu mà trong khoảng tầm top 50 như nó hay cho sao, nói chung cũng không vội lắm. Ở khu vui chơi bây giờ thì hơi khó, khu vui chơi giờ lấy quả tri thức sớm thì hơi lâu. Thực ra bỏ tiền mà mua dial để đổi thì cũng nhanh thôi, nhưng mà hơi lâu. Ví dụ đây mình có sẵn được khoảng tầm 16.000 năm mà, còn hơi lâu đấy. Mà ra mình nghĩ là khu vui chơi nên đổi cái bí kíp Asura cho mình trước, không cần đổi tri thức trước đâu. Liên quan có thể lên tinh bàn thôi. Chỗ quả tri thức để mình cân đối xem có đích phụ nào dư không. Các bạn game này nó khó ở chỗ là sao, cái đai để đánh ấy phải bắt đầu bỏ vàng ra mua, nên dẫn đến việc là không phải nick nào có vàng để mà đánh đấy, khổ chứ đấy. Chứ còn nếu mà nó dùng cái kiểu đăng nhập hàng ngày là có thì mình đầy nick có dư để chuyển cho anh ấy. Nhưng qua bây giờ vì vấn đề câu chuyện nó phải nạp bằng vàng nên thành ra nó khó vậy. Chẳng mà nếu bây giờ bảo anh ơi đưa tiền em nạp vào em lấy nick em chuyển cho anh, thế vậy thì thả anh nạp luôn nick của anh mua luôn cho xong không. Thế nó hơi lăn tăn chỗ đấy một chút xíu, là hơi khó chỗ đấy. Còn tiếp tục bây giờ quá quả tri thức thì chắc phải chờ, một là chờ để ý cái shop xem có là nó bán cái trá quỷ 6 sao. Còn đây thì tại túi miễn dịch thì không dùng được, là túi trá quỷ chung chung ấy thì có thể xác suất mở được quả tri thức. Không thì chờ dial thôi, còn không chờ cây ác ma. Chờ cây ác ma lấy cái top khoảng tầm 50 thì giờ chắc là lấy được quả tri thức thôi. 50 e bao nhiêu thì không nhớ chính xác đâu. Hoặc không thì kiếm con Mastery, con Lee Si kia, xong rồi chờ nó ram đùm nó hên xu nó nhả ra quả tri thức.
Tại vì giai đoạn đầu này thì cái nick này đang có lợi thế là lắm lắm tứ Sura ấy, cũng không cần thiết phải nộ sớm đâu. Bây giờ không có tri thức mà đánh đá thường cũng chết rồi ấy, thì làm gì phải sợ đúng không? Nên là ra mình nói chung nick này giai đoạn này thực sự là cũng chưa cần thiết phải có quả tri thức. Nên ra mình vẫn có thời gian để chờ đợi xem nó ra không đúng không? Nên là mình cứ bình tĩnh mà chờ thôi. Tiếp tục xem nick này còn gì nhỉ? Phải bảo mấy cái nick này bây giờ nó cái trạng thái mà tiền nó nhiều thì thực ra là làm một video cũng rất là khó để miêu tả hết cái nick này. Tại vì rõ ràng bây giờ thì cứ nạp thêm nó lại phát sinh thêm quà, lại phát sinh thêm vấn đề. Ở hiện tại bây giờ thì trước mắt thì giờ chỉ đánh quanh tướng thôi, thì tướng thì các bạn chỉ có vậy thôi. Thì bây giờ mình thấy anh chủ đích cũng dồn vào Dobingo rồi, thì tới anh đến nút của Dobingo thôi, là nào mất công bơm hàng kỳ vào rồi, thì lấy nó để hỗ trợ hồi sinh. Sau rồi sau sang 1-2 tuần nữa đổi nút con Queen thế ở chỗ này nữa là xong. Thì như vậy là chơi vậy là xong thôi, thì Dobingo thì để lấy cho con Queen nó nhiều nộ nhất. Con Queen nó nhiều nộ nhất thì nó sẽ hồi sinh thôi. Nhưng ở đây hiện tại do trái quỷ không có tăng nộ nên thành ra là con nhiều nộ nhất có lẽ là cũng không có mà xếp theo vị trí. Thì đấy xem nó hồi sinh theo cái con mà có nộ khí cao nhất đứng đầu tiên hay đứng cuối cùng. Đấy mình để vị trí con Queen cho hợp lý để nó hồi sinh thôi. Còn trong server hiện tại thấy trội nên là không vấn đề gì cả. Bây giờ còn cái gì nữa không nhỉ? Đầu tiên là cái chỗ nói chung là định hướng tướng hơi lằng nhằng một chút xíu nhé. Thì có nhiều cái vấn đề do không biết tương lai thay đổi thế nào. Rồi bây giờ thì pet thì như rồi nói rồi, tinh đinh nói rồi đúng không? Tinh bàn thì cũng phải chờ tí để lấy được cái Asura, thì đây như chưa có Asura. Mà tinh bàn không quan trọng lắm, mình có main đang yếu, mình không định hướng chơi main. Góp ý tí cái tài nguyên chiến này. Còn lại cái mấy cái linh tinh người ta Haki đào rồi. Xem hôm nay đào vàng có gì ngon ngon này. Ngoài các bậc một cái cờ ra thì mấy cái túi này. Túi trang sức. Các bạn nick này cấp nó thấp nên không muốn đào sớm. Thì đào còn nhiều cái phải tiêu vàng quá, bây giờ đào hết thì không được. Thôi bỏ qua cái đào vàng đi. Tức là nếu mà dư giả vàng đào vẫn ngon nha, nhưng mà tôi đoạn rồi mình thấy ít vàng quá cũng không dám đào. Ở đây tiếp tục rồi anh quay mấy cái này xem có cái gì nữa. Hôm nay cái shop này bán thì chỉ định mua tí điểm chiêu mộ mà thấy bán tận nhân 10 mất 300.000 vàng rồi. Hơi tốn, ở đây có 140 mấy nên cũng không dám mua. Cái này mà là túi trái quỷ 6 sao là mua ngay, còn đây là túi random nên không dám mua. Còn cái túi này thì không cần mua nhá, túi này là túi random rất là hên xui, cho khi mình nạp thẻ nó cho túi chắc chắn là ba mảnh cờ ấy. Rất là ngon nên là không cần thiết mua cái này. Không cần thiết phải mua cái này làm gì. Cái trang sức này nạp đều sẽ cho, không cần mua. Mình nghĩ là có gì hòm hòm tầm đấy, mình nghĩ tầm này mấy hoạt động thấy đi rồi. Xem qua tí cái tấn công hải quân xem nào. Xem được bao nhiêu điểm rồi. Đấy, tấn công hải quân tầm 13.000 mấy, nói chung là bỏ thời gian nó kéo cả hội nữa thì nó sẽ hay hơn. Cái này dùng hết lượt rồi không? Shop này giờ nó cập nhật nó đổi cho cái gì ngon nhỉ? Shop này chắc chắn là đổi cái bí kíp ma đạo sư rồi, nhưng mà đổi xong Asura đó. Mấy cái kia thấy không ngon lắm, nói chung mình thấy cái quà bình thường thôi, không ngon lắm. Tiếp tục là sang tiếp bên xem đồ đạc tí nhỉ? Mình xem qua đồ đạc nick này một chút xíu. Chúng rồi đồ nó bình dân thôi, server mới chả có gì đâu. Trá quỷ cũng chưa có gì. Đợt này nạp đều có cho trá quỷ nhỉ? Đợt trước là nạp đều cho trá quỷ đấy. Đợt này không biết là vì xem qua thì cái quà xem nó cho cái gì nhỉ? Không có dính líu đến trá quỷ không nhỉ? Mình chờ giờ ý mình check qua thì cái phản hồi xem đợt này nạp nó cho cái trá quỷ không? À rồi xem luôn trong túi đồ là biết có gì đâu. Có vẻ là không cho gì liên quan trá quỷ rồi. Cái túi này rất là phế, túi này nó cùi quá. Không cho nhỉ, không cho. Này mảnh bản vẽ Quang Minh, Quang Minh thì cũng mạnh nhưng mà tuy nhiên điều là hiện tại thì cũng chưa có nhu cầu dùng lắm. Cần thêm mấy mảnh nữa cơ. Cần thêm khoảng tầm 75 mảnh nữa. Tiếp tục là sang tiếp bên này. Cái đợt này lại không cho trá quỷ nhỉ? Hơi khó, không cho trá quỷ. Và những trá quỷ không cải thiện được. Chỉ có đi vực sâu thôi, chỉ có đi cầu vực sâu thôi. Vực sâu nó hên tí là được. Để xem qua trá quỷ đang dùng tạm nhé. Đầu tiên con main dùng tạm quả thôi miên à. Con main thì nó phế thì không quan tâm lắm. Thôi miên thường không chơi nhưng mà thôi nó đang phế thì bỏ qua. Này chỉ có mỗi quả bọ ba thùy. Ở đây nên cho thêm quả hố đen vào này. Tại vì hố đen có khả năng kết liễu địch sớm ấy. Đặc biệt là đang lợi thế có tứ Sura nhiều nên vứt hố đen vào này. Đã ít trái vứt tạm hố đen vào đây. Còn tiếp tục vừa sang bên Tomako. Ảo ảnh nữa.
Trường này vứt tạm bợ thôi, chưa gọi là dùng. Đúng, tại vì chưa lên Supra nhiều mà. Rồi, nói chung là tạm vậy đã. Để mình xem anh chủ đích trao đổi thêm gì mình nói tiếp thôi, chứ còn hiện tại bây giờ là chưa ăn thua. Nói chung về mặt tướng thì chắc chắn là có Queen rồi không? Mình nghĩ là tướng thì chắc chắn có Queen, có Domingo, có Marco, có Boa, có Men rồi. Chắc chắn đấy là cũng đủ sức là khá mạnh trong server rồi. Thì xem bây giờ tương lai anh thích lên một con ví dụ như con Lo Sura S2 hay là anh thích lên những con kiểu Zoro Sura, đúng không? Thế tùy xem chủ đích định chơi hướng nào nhé. Nó sẽ quyết định cái lượng tiền mất nhiều hay ít đấy. Còn hiện tại con Oden vẫn đang bỏ ngỏ, tại vì các bạn nó không biết lấy kiểu gì bây giờ. Lấy được, thích lấy vẫn lấy được, nhưng mà nó hơi dở dở gương. Mình không cảm giác không tròn quà lắm. Thôi tạm thời video kết thúc ở đây đã nhé, để mình trao đổi thêm anh chủ đích một chút xíu nữa. Và nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé.